Hồi trước là chúng ta đã học xong về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn trực tiếp rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một nội dung, đó là sẽ có cái sự so sánh giữa hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn trực tiếp để các bạn có một cái sự phân biệt được hai loại hóa đơn này trong thực tế nhá. Cái phần nội dung này các bạn nghe thôi, còn slide cũng đã gửi cho các bạn rồi, các bạn có thể không cần phải ghi lại. Được chưa? Thế thì như các bạn đã biết là cái hóa đơn giá trị gia tăng là cái hóa đơn dùng cho các tổ chức khai tính thuế giá trị tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ, đúng không ạ? Còn cái hóa đơn trực tiếp là cái hóa đơn dùng cho các tổ chức thực hiện khai tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Vậy thì hai cái loại hóa đơn này nó khác gì nhau? Thì chúng ta sẽ có một cái sự so sánh rất là cụ thể qua slide của cô như này. Và cái sự so sánh này cũng tiếp cận trên cả cái trên cả cái đối tượng đó là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy nhá. Thế thì cái hóa đơn giá trị tăng, cái điểm khác biệt đầu tiên so với hóa đơn trực tiếp đó là cái đối tượng sử dụng hóa đơn giá trị tăng là dùng cho các doanh nghiệp tính thuế giá trị tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ, tức là nó chỉ dùng cho doanh nghiệp hoặc là các cái tổ chức tương đương với doanh nghiệp chứ không thể dùng cho cá nhân. Thế thì cái hóa đơn trực tiếp thì đối tượng sử dụng như thế nào? Thì đối tượng sử dụng hóa đơn trực tiếp ở đây đó chính là dùng cho các doanh nghiệp tính thuế giá trị tăng theo phương pháp trực tiếp, đồng thời đó là những cái cá nhân hoặc những hộ kinh doanh cá thể, đúng không ạ? Cái sự khác biệt số 2 của hóa đơn giá trị tăng so với hóa đơn trực tiếp là đối với hóa đơn giá trị tăng thì doanh nghiệp có thể đặt in, tự in hoặc mua ở cơ quan thuế. Vì sao lại như vậy? Các bạn nào giải thích được cho cô không? Không vào đúng giờ nên cô có thể thoát ra để cô cho các bạn vào lớp. Với hóa đơn giá trị tăng thì vì sao doanh nghiệp có thể đặt in, tự in hoặc mua ở cơ quan thuế? Buổi trước thì cô có cho em nhìn cái hóa đơn của trung tâm Lê Ánh đúng không? Và trung tâm Lê Ánh thuộc công ty đào tạo và cung ứng nhân lực Lê Ánh là một công ty áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng và nộp theo pháp khấu trừ. Vì vậy là hóa đơn giá trị tăng của công ty sử dụng đó chính là hóa đơn. Vì vậy mà hóa đơn mà công ty sử dụng là hóa đơn giá trị tăng. Thế thì bạn nhìn cái mẫu hóa đơn giá trị tăng mà hôm trước thì cô đã cho bạn xem ý, thì bạn có thấy rằng ở trên cái hóa đơn giá trị tăng đấy có lưu lại logo của công ty Lê Ánh không ạ? Bạn có nhìn thấy có logo? Có Đúng rồi, logo đúng không ạ? Bạn thấy có in sẵn luôn thông tin của địa chỉ của công ty không ạ? Mã số thuế, tất cả các thông tin của công ty được in sẵn luôn đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, nếu như mà Bộ Tài chính không cho phép các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng mà có thể là đặt in hoặc tự in hóa đơn thì làm sao mà họ có thể insert, tức là họ có thể chèn vào các cái logo hoặc slogan hoặc là các thông tin của doanh nghiệp đó như vậy. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là đối với những cái doanh nghiệp sử dụng cái phương pháp khấu trừ ấy, tức là sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ấy, thì lúc này họ có một cái thuận lợi đó là cái hóa đơn giá trị gia tăng họ sử dụng thì họ có thể là đặt in hoặc là tự in hoặc là mua của cơ quan thuế. Thế trường hợp nào là trường hợp họ đặt in? Đó là trường hợp mà họ đi thuê một cái công ty in ấn về hóa đơn, in cho họ cái hóa đơn. Em hình dung không nhỉ? Đấy. Ví dụ như là doanh nghiệp của cô sử dụng hóa đơn giấy. Thế lúc này cô muốn in hóa đơn thì này cô sẽ tìm một cái công ty mà được cấp phép cho hoạt động là in hóa đơn. Cô sẽ đưa cho họ cái mẫu hóa đơn mà cô muốn in. Đấy, và thêm các cái thông tin bắt buộc trên tờ hóa đơn mà Bộ Tài chính quy định. Thế này họ sẽ tạo ra một cái mẫu hóa đơn dành riêng cho công ty của cô. Đấy, thì trong trường hợp đấy là mình đi đặt in, tức là đặt một cái công ty có chức năng in ấn hóa đơn, họ in hóa đơn theo cái hình thức mà chúng ta mong muốn. Thế nào gọi là tự in? Tự in đó là trong cái trường hợp mà công ty của các bạn được cấp phép về việc in hóa đơn, và lúc này công ty của bạn bởi vì được cấp phép rồi nó của nhà trồng đường đúng không ạ? Chúng ta có thể là tự in hóa đơn. Còn trong trường hợp mà các bạn không muốn đặt in hoặc các bạn không thể tự in thì bạn có thể đi mua cơ quan thuế. Vì vậy là khi chúng ta sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, ít nhất về mặt hình thức thì chúng ta sẽ chủ động hơn. Đúng không ạ? Nhưng đối với hóa đơn trực tiếp thì hãy lưu ý rằng cái hóa đơn trực tiếp này là hóa đơn do cơ quan thuế phát hành và doanh nghiệp phải mua cơ quan thuế. Nhá. Thế thì lúc này cô cũng sẽ nhấn mạnh các bạn luôn, đó là trong trường hợp đặt in, tự in ý, hoặc là mua cơ quan thuế, đấy là áp dụng cho cái hình thức đó là hóa đơn giấy thôi.
Còn như cô đã chia sẻ các bạn buổi học trước là từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tất cả các tổ chức cá nhân trong nền kinh tế phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vì vậy là lúc này họ không được sử dụng hóa đơn giấy nữa. Vì vậy là doanh nghiệp sẽ không cần phải đặt in hoặc tự in hoặc là đi mua hóa đơn giấy của cơ quan thuế nữa nha. Cái sự khác biệt số 3 đó là đối với hóa đơn giá trị gia tăng, bởi vì áp dụng theo phương pháp khấu trừ nên là cái việc kê khai thuế giá trị gia tăng cần phải kê khai cả thuế giá trị gia tăng đầu ra và cả thuế giá trị gia tăng đầu vào. Các em có hình dung không? Bởi vì cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp áp dụng theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ bản chất là xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng cách khấu trừ giữa thuế giá trị tăng đầu ra và thuế giá trị tăng đầu vào. Vì vậy để ra được cái kết quả cuối cùng là tiền thuế phải nộp bao nhiêu thì em cần phải biết được hai thông tin. Một là thông tin của giá trị thuế giá trị tăng đầu ra và hai là thông tin của thuế giá trị tăng đầu vào. Đúng chưa em? Đấy, đây lý do vì sao mà khi chúng ta kê khai thuế để xác định cái thuế phải nộp thì chúng ta cần phải kê khai cả đầu vào và kê khai cả đầu ra. Nhưng đối với hóa đơn trực tiếp thì lúc này cái việc kê khai của bạn nó sẽ không cần phải kê khai đầu vào và đầu ra mà chỉ cần kê khai cái hóa đơn đầu ra thôi. Bởi vì tinh thần của cái phương pháp tính thuế giá trị tăng phải nộp theo pháp trực tiếp đó là đánh trực tiếp trên doanh thu. Tức là tôi chỉ cần quan tâm là bạn bán được bao nhiêu tiền hàng thôi. Chứ tôi không cần quan tâm là đầu vào bạn bao nhiêu. Nhá. Thế thì bởi vì tôi chỉ cần biết doanh thu của bạn là tôi xác định nghĩa vụ nộp thuế của bạn rồi. Nên là lúc này việc kê khai của em chỉ cần kê khai cái gì đấy ạ? Giá trị đầu ra của em thôi. Đấy là cái sự khác nhau. Thế thì lát nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn về phương pháp khấu trừ là gì và phương pháp trực tiếp là gì. Và cô đã gửi cho các bạn hai video này rồi, không biết là cả lớp đã xem chưa nhỉ? Dạ có. Xem có hiểu không? Nghe xong có hiểu không cả lớp? Nhà hiểu rồi. Thế cô lại chia sẻ tiếp nhá. Cái sự khác nhau số 4 ý, đó là đối với hóa đơn giá trị tăng, tức là dành cho những cái tổ chức thực hiện tính thuế giá trị tăng phải nộp theo pháp khấu trừ, nên là những cái tổ chức này sẽ được khấu trừ cái tiền thuế giá trị gia tăng nộp vào. Được chưa ạ? Còn đối với hóa đơn trực tiếp, tức là đối với những đối tượng mà sử dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng phải nộp là phương pháp trực tiếp ấy, thì lúc này họ sẽ không được khấu trừ tiền thuế giá trị tăng đầu vào. Nhá. Hóa đơn giá trị tăng thì sẽ dành cho những các cái đối tượng mà sử dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng và đầu tư phương pháp khấu trừ, và với những doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ này thì họ sẽ được thuế được khấu trừ cái tiền thuế giá trị tăng đầu vào. Còn đối với những doanh nghiệp mà áp dụng theo phương pháp trực tiếp, tức là sử dụng hóa đơn trực tiếp, thì dù đầu vào của em có bao nhiêu tiền thuế giá trị tăng thì em sẽ không được khấu trừ. Lý do thì nó đi ra từ cái bản chất của phương pháp tính thuế, lát nữa chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ chốt lại vấn đề để các bạn sẽ hiểu thôi. Và về hình thức ý, thì có một cái sự khác nhau rất là rõ ràng mà các bạn ai cũng đã biết. Đó là trên cái tờ hóa đơn giá trị tăng thì nó sẽ có dòng thuế xuất và tiền thuế giá trị tăng. Đúng không ạ? Còn đối với hóa đơn trực tiếp thì trên cái hóa đơn trực tiếp này sẽ không có dòng thuế xuất và tiền thuế giá trị tăng. Vậy thì từ đây bạn đã nhìn thấy bản chất của hóa đơn giá trị tăng và hóa đơn trực tiếp chưa ạ? Bạn đã nhìn thấy sự khác nhau giữa hóa đơn giá trị tăng và hóa đơn trực tiếp chưa? Dạ rồi con. Nhớ nhá, hóa đơn giá trị tăng hay hóa đơn trực tiếp thì đều là những hóa đơn hợp pháp. Bởi vì nó được ban hành, nó được công nhận bởi Bộ Tài chính và Nhà nước, đúng không ạ? Tuy nhiên sự khác nhau là gì? Thứ nhất là về đối tượng sử dụng thì hóa đơn giá trị tăng dùng cho các tổ chức áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng và nộp theo phương pháp khấu trừ. Còn hóa đơn trực tiếp thì áp dụng không chỉ là tổ chức mà còn là cá nhân nữa, nhưng cái phương pháp tính thuế mà họ sử dụng đây phải là phương pháp trực tiếp. Sự khác biệt rất quan trọng. Và sự khác biệt số 2 đó là vấn đề liên quan đến việc là in ấn và phát hành hóa đơn. Thì đối với hóa đơn giá trị tăng, nếu như chúng ta tiếp cận theo cả theo theo cái góc nhìn của hóa đơn giấy, thì lúc này những các cái tổ chức mà sử dụng cái hóa đơn giá trị tăng thì có thể tự in, có thể đặt in hoặc là mua cơ quan thuế. Còn đối với những đối tượng mà áp dụng cái hóa đơn trực tiếp thì lúc này họ sẽ chỉ có thể đi mua hóa đơn trực tiếp này từ cơ quan thuế thôi. Đấy là sự khác biệt số 2. Sự khác biệt số 3 nó cũng đi ra từ cái phương pháp tính thuế, là khi em sử dụng hóa đơn giá trị tăng, tức là em phải tính thuế giá trị tăng và nộp theo phương pháp khấu trừ. Khấu trừ tức là khấu trừ cái đầu ra và cái đầu vào. Vì vậy là cái tờ khai thuế giá trị gia tăng của em cần phải kê khai cả hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra. Nhưng đối với phương pháp trực tiếp thì bởi vì cái tinh thần của nó là đánh thuế, tinh thần của nó là đánh thuế dựa trên doanh thu, tức là đánh trực tiếp trên doanh thu. Vì vậy là lúc này tôi sẽ chỉ cần biết doanh thu, tức là cái đầu ra thôi. Do vậy mà cái đầu vào sẽ không cần phải ra đẹp.
các bạn ở tác động mấy cái đó thì vang, nên là cái đầu vào thì sẽ không cần phải kê khai. Giờ sự khác biệt số 4 đó là người mua, tức là các doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp khấu trừ thì sẽ được khấu trừ cái đầu vào, còn doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp thì sẽ không được khấu trừ cái thuế giá trị tăng đầu vào. Và sự khác biệt về hình thức thì trên tờ hóa đơn giá trị tăng, thứ nhất là tên gọi là hóa đơn giá trị tăng, và trên cái tờ hóa đơn giá trị tăng đấy nó sẽ cần phải có thông tin về thuế giá trị tăng, bao gồm thuế suất và tiền thuế giá trị tăng. Còn trên hóa đơn trực tiếp thì sẽ không có thông tin của thuế giá trị tăng nhá, và tên gọi của hóa đơn đấy là hóa đơn trực tiếp. Đấy là cái sự khác nhau về hóa đơn giá trị tăng, hóa đơn trực tiếp. Và cô giải thích sự khác nhau này trên cơ sở là cô đã giải thích rõ bản chất về hóa đơn giá trị tăng là gì và hóa đơn trực tiếp là gì cho các bạn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, đó là vì sao các đối tượng nằm trong khu phi thuế quan thì sẽ không được sử dụng hóa đơn giá trị tăng mà chỉ được sử dụng hóa đơn trực tiếp thôi. Các bạn nào trả lời được cho cô không? Vì sao các đối tượng nằm trong khu vực thuế quan lại không được sử dụng hóa đơn giá trị tăng mà chỉ được sử dụng hóa đơn trực tiếp thôi? Vậy thì để giúp bạn có thể trả lời được câu hỏi này thì các bạn phải đi tìm hiểu bản chất khu phi thuế quan là gì đã. Đây thì các bạn đọc cho tôi cái khu phi thuế quan là gì đi, rồi tôi sẽ giải thích cho các bạn. Và giải thích xong rồi thì cô sẽ đưa ra một cái lý luận về việc là đối với đối tượng ở trong khu thuế quan này thì nó sẽ có những mối quan hệ kinh tế nào, và dựa vào cái bản chất mối quan hệ kinh tế mà chúng ta đưa ra kết luận là họ sẽ sử dụng loại hóa đơn gì. Là các bạn đọc đi ạ. Để đọc nhá, và tôi để cho các bạn đọc ấy là tôi đang muốn rèn kỹ năng đọc văn bản cũng như là đọc luật của các bạn ấy. Nhắc rồi đúng không ạ? Phương pháp là gì? Khi đọc một cái gì đấy ạ? Định nghĩa hay khái niệm lên, đầu tiên các em phải gạch chân keyword đã. Các bạn đọc xong chưa? Đọc xong chưa nhỉ? Dạ rồi cô. Okay. Thế thì với cái định nghĩa này, khu phi thuế quan là khu vực kinh tế. Như vậy chúng ta hiểu rằng đây là một cái khu vực có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đúng ạ? Chứ không phải là khu vực mang chất là chính trị, giống như là đại sứ quán. Được chưa ạ? Và cái khu vực này nó nằm ở đâu đây ạ? Nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Và cái khu vực này nó được xác định ranh giới địa lý rõ ràng. Khi mà cái khu phi thuế quan này được thành lập trong lãnh thổ Việt Nam và có ranh giới địa lý xác định rõ ràng thì nó cần phải được chứng minh bởi cái quyết định của gì đấy ạ? Thủ tướng Chính phủ. Và cái quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này và bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Vậy thì em hiểu khu phi thuế quan là gì? À, em hiểu khu thuế quan là gì? Là khu chế xuất, sản xuất hàng để chỉ để xuất hàng nước ngoài, không sử dụng ở Việt Nam. Có phải như vậy không? Thì thấy quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu luôn. Là hàng, nói chung là hàng trao đổi giữa nước, lãnh thổ nước Việt Nam và nước ngoài. Có phải như vậy không? À, đầu tiên các bạn có công nhận với cô là khu phi thuế quan nó là khu vực kinh tế không? Tức là trong cái khu vực này nó sẽ diễn ra các hoạt động kinh tế. Được chưa? Và cái khu vực này nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định rõ ràng và thành lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tức là khi chúng ta để biết được đâu là một khu phi thuế quan thì chúng ta sẽ cần phải biết rằng cái khu vực kinh tế này nó có được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hay không. Nhá. Tuy nhiên thì cái khu phi thuế quan này nó có đặc thù, đó là cái quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Vậy thì từ lúc này chúng ta mới đặt ra câu hỏi, thế thì ý nghĩa của khu phi thuế quan là gì? Bạn thấy rằng chính phủ của chúng ta có quan tâm đến hoạt động xuất
nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc là mua hàng từ nước ngoài vào Việt Nam không? Nền kinh tế muốn phát triển thì phải rõ ràng là các cái giao dịch hoạt động xuất nhập khẩu cũng cần phải phát triển. Và khi mà cái hoạt động xuất nhập khẩu phát triển thì có phải là giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam và người dân Việt Nam bán được nhiều hàng ra quốc tế không ạ? Và khi chúng ta bán được nhiều hàng ra quốc tế thì có phải sẽ làm cho thu nhập của doanh nghiệp và người dân tăng lên không ạ? Bạn thấy rằng giá bán hàng hóa ra quốc tế nó sẽ như thế nào so với việc là chúng ta bán hàng trong nước? Thì giá cao hơn. Đúng rồi, bán giá cao hơn, tức là chúng ta tạo thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ý nghĩa đó ra thì bạn sẽ thấy rằng nó sẽ thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển. Từ đó tạo nhiều công ăn việc làm cho ai đấy ạ? Người lao động. Thế thì khi mà bạn bán hàng ra nước ngoài thì ngoài các cái quyền lợi mà người dân có được thì lúc này chính phủ cũng có được những các khoản lợi ích. Đó là gì ạ? Ở khi mà em bán được càng nhiều hàng xuất khẩu thì có phải em sẽ thu về được càng nhiều đồng ngoại tệ không? Và cái đồng tiền ngoại tệ lúc này ở mỗi quốc gia người ta cần phải cân bằng nó một cách hợp lý để giữ giá cho đồng nội tệ. Bạn hãy hình dung một quốc gia nếu như có quá ít đồng nội ngoại tệ mà quá nhiều đồng nội tệ thì có phải làm cho đồng nội tệ dư thừa và đồng ngoại tệ khan hiếm không? Từ đó sẽ làm cho cái đồng nội tệ của quốc gia đấy bị mất giá. Có hiểu ý cô không? Còn thì một quốc gia nếu như mà có quá nhiều ngoại tệ thì cũng này sẽ làm cho ngoại tệ dư thừa. Sẽ làm cho ngoại tệ dư thừa và đồng ngoại tệ bị mất giá. Đúng không ạ? Nhưng mà ngoại tệ bị mất giá thì có phải là có lợi không ạ? Chúng ta cứ nghĩ rằng đồng ngoại tệ mất giá thì sẽ có lợi. Bởi vì một đồng nội tệ sẽ mua được nhiều hơn các đồng ngoại tệ. Đồng ngoại tệ mất giá thì đồng nghĩa việc là đồng nội tệ sẽ có gì? Có giá. Nhưng mà chính phủ có để cho đồng ngoại tệ mất giá không? Nào bạn đang trả lời được cô nào? Đồng ngoại tệ mất giá thì điều gì xảy ra hả các em? Đồng ngoại tệ mất giá thì có kích thích xuất nhập khẩu không ạ? Không xuất nhập khẩu nhiều. Đồng ngoại tệ mất giá thì lúc này sẽ không kích thích hoạt động xuất khẩu. Đúng chưa ạ? Bởi vì tôi đâu cần phải bán hàng ra nước ngoài, tôi bán hàng trong nước được rồi mà, bởi đồng nội tệ có giá mà. Đây là lý do vì sao mà để giữ giá đồng nội tệ cũng như là kích thích các cái hoạt động về sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thì chính phủ sẽ cần phải sẽ đạo quản lý cái giá trị của đồng nội tệ. Thế thì muốn quản lý được giá trị đồng nội tệ thì tôi cần phải quản lý được cái gì đạo cung và cầu đồng ngoại tệ. Hay nói khác là cái cán cân về gì ạ? Xuất nhập khẩu ở trong quốc gia đấy cũng cần phải được quản lý. Đây lý do vì sao mà chính phủ luôn khuyến khích các hoạt động về xuất nhập khẩu một cách hợp lý. Thế thì bạn sẽ thấy một vấn đề là làm thế nào để phát triển cái hoạt động xuất nhập khẩu đây? Nếu như cứ để cho cái người dân Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đơn thuần đi ra nước ngoài tìm kiếm người mua, thì bạn có thấy rằng có làm cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam trở nên vất vả không ạ? Lúc này sẽ tốn kém rất nhiều các cái chi phí về chi phí đi lại, các cái rủi ro về văn hóa, các rủi ro về tập quán, về môi trường kinh doanh, về văn hóa, doanh nghiệp ở nước ngoài mà các cái tổ chức cá nhân Việt Nam không biết. Cho nên việc là nó sẽ đem lại những cái rủi ro cho tổ chức, các doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Thế thì để cho hoạt động bán hàng ra nước ngoài trở nên thuận tiện hơn, thì lúc này chính phủ sẽ đưa ra một cái ý tưởng, đó là tôi sẽ mang thế giới quốc tế thu nhỏ và đặt tại Việt Nam để cho người dân Việt Nam, để cho doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng trao đổi, giao lưu buôn bán. Đây là lý do vì sao mà các khu phi thuế quan ra đời. Hình dung rằng đó chính là một gì đấy ạ? Đó chính là thế giới thu nhỏ và mang về Việt Nam. Lúc này doanh nghiệp Mỹ chẳng hạn, họ có thể về Việt Nam, họ vào khu phi thuế quan để họ tiến hành sản xuất kinh doanh không? Chúng ta, chính phủ thì tạo điều kiện cho họ có cơ sở hạ tầng, có vấn đề liên quan đến sự ưu đãi về thuế, đúng không ạ? Có cơ sở vật chất, đó là đất,
đai nhà xưởng thì họ có thể có một địa chỉ để họ có thể sao đấy ạ, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng cái mô hình kinh doanh tại Việt Nam. Thì rõ ràng là các doanh nghiệp nước ngoài họ cảm thấy họ rất được lợi đúng không ạ? Đấy là một cách chúng ta muốn đầu tư. Và khi mà các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam thì có phải đem lại rất nhiều các lợi ích cho doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam không ạ? Chúng ta cứ thử phân tích nhá. Đầu tiên là có phải là khi mà doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư, khi doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam thì lúc này có phải là sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam được học hỏi được các cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật, về công nghệ của các doanh nghiệp nước ngoài không ạ? Và cũng sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp Việt Nam học hỏi được cả cái kinh nghiệm quản lý. Và đồng thời khi các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam thì lúc này có phải là sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho ai đấy ạ? Cho người dân Việt Nam không? Và thông thường bạn thấy rằng khi mà làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài thì cái mức thu nhập sẽ em ra đẹp tăng lên. Đúng ạ? Ngoài ra thì cũng sẽ sao đẹp giúp chính phủ thu được những cái dòng ngoại tệ vào trong nước. Và ngoài ra nữa còn làm cho cái mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trở lên sao đẹp gần gũi hơn, thân thiết hơn. Đấy, đây là lý do vì sao, đây là lý do vì sao mà chính phủ luôn có những hoạt động khuyến khích đầu tư nước ngoài, và cái sự khuyến khích đấy được thể hiện bằng rất nhiều các hình thức khác nhau, trong đó có việc là mở rộng các cái khu phi thuế quan. Thế thì tóm lại rằng em cần hiểu cho cô rằng bản chất của các khu phi thuế quan này chính là một cái khu vực kinh tế mà các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam để ra đạo hoạt động làm việc, được chưa ạ? Và nó chính là cái thế giới thu nhỏ được đặt tại Việt Nam. Đấy là lý do vì sao mà mối quan hệ mua bán giữa khu vực quan với bên ngoài đó chính là mối quan hệ xuất nhập gì ạ? Không, các bạn đã hiểu vấn đề chưa? Như vậy thì mỗi một quốc gia như vậy thì trong Việt Nam của chúng ta có một khu phi thuế quan hay là nhiều khu phi thuế quan? Một hay nhiều? Nhiều. Nó có thể có nhiều khu phi thuế quan đúng không ạ? Và nó được thành lập theo quy định của chính phủ. Và nó sẽ ra đẹp, có ranh giới địa lý rất rõ ràng và xác định các mốc về địa lý, địa giới rất là cụ thể. Nhá, em hiểu vấn đề chưa? Rồi, thế thì khi mà tìm hiểu rõ bản chất của khu phi thuế quan rồi thì này chúng ta sẽ đi vào câu hỏi, giải thích cho câu hỏi đó là vì sao các cái tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan này lại chỉ được sử dụng hóa đơn trực tiếp mà không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng? Được không nhỉ? Bạn đã hiểu khu phi thuế quan là gì rồi đúng không? Hiểu rõ bản chất khu phi thuế quan là gì chưa? Dạ Dạ hiểu. rồi. Ok, thì bây giờ dựa vào bản chất khu phi thuế quan đấy các bạn phải nhớ cho cô. Bây giờ để giải thích được câu hỏi là vì sao các doanh nghiệp hoặc các tổ chức trong khu phi thuế quan lại chỉ được sử dụng hóa đơn trực tiếp thôi thì chúng ta sẽ cần phải đi vào một nội dung này trước, đó là tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng là gì. Ok. Thế câu hỏi đấy chúng ta sẽ trả lời sau khi chúng ta tìm hiểu bản chất thuế giá trị gia tăng là gì nhá. Là bạn nào cho cô biết thuế giá trị gia tăng là gì? Bạn nào biết thuế giá trị gia tăng là gì không? Chúng ta có thể thuật ngữ thuế giá trị gia tăng là một thuật ngữ rất là quen thuộc không ạ? Đúng không? Vô cùng quen thuộc. Các bạn làm kế toán thì bạn luôn cần phải gắn liền với thuế giá trị gia tăng. Vậy thì bản chất thuế giá trị gia tăng là gì? Bạn nào cho cô biết nào? Các bạn cứ thoải mái trao đổi ý kiến đi. Thuế đánh vào người tiêu dùng. Bạn Hải Vân cho rằng thuế giá trị gia tăng là thuế đánh vào người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể chịu rất nhiều các sắc thuế khác nhau, chứ không phải là mỗi thuế giá trị gia tăng. Đúng không ạ? Nên cái định nghĩa của chúng ta cần phải sát sát ý hơn. Là phần tăng thêm trên phần tính thuế. Là phần tăng thêm cho phần tính thuế. Nào, có câu trả lời khác không? Bây giờ để bạn hiểu bản chất thuế giá trị tăng là gì thì cô đã đưa cho các bạn một cái định nghĩa về thuế giá trị gia tăng theo quy định của luật đấy. Đây, luật kế toán chúng ta đưa ra cái định nghĩa về thuế giá trị gia tăng, luật kế toán năm 2015. Tại đó, thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Là các bạn ghi cho cô cái định nghĩa này vào, sau đó cô sẽ giải thích.
bạn cố gắng học đúng giờ nha, không là các bạn cứ bị lỡ cái phần kiến thức nào là thiệt các bạn cũng đấy thôi. Các bạn ghi xong định nghĩa chưa? Nào ghi xong định nghĩa chưa? Dạ rồi cô. Ừ. Ghi xong rồi bây giờ đọc cái định nghĩa lên để xem chúng ta hiểu thế nào là thuế giá trị gia tăng. Đọc lên xem nào. Bây giờ các bạn lắng nghe câu hỏi này. Với cái định nghĩa thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến gì đấy ạ? Tiêu dùng. Với cái định nghĩa này bạn hiểu rằng cái thuế giá trị gia tăng sẽ được tính trên cái chênh lệch giữa giá bán và giá mua đúng không? Dạ đúng rồi. Thế tại sao khi chúng ta đi mua hàng ấy? Slide tắt rồi cô ơi. Tắt à? Cô có cần Dạ. chia sẻ đâu, các bạn xem lại đi, đã được chưa? Dạ chưa đâu ạ. Phần này rất quan trọng nha, chú ý. Bạn cố gắng nhé, bạn đừng ao ra nhé. Phần này nó cực kỳ quan trọng luôn đấy. Yên tâm, sắp được học vào phần định khoản rồi. Bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa em? Rồi cô ạ. Dạ rồi. Rồi, ok, tập trung, tập sự tập trung cho cô này. Nếu như nói rằng thuế giá trị tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng, thì chúng ta sẽ lại hiểu rằng à như vậy cái thuế giá trị tăng này bản chất nó sẽ tính trên cái sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Đúng rồi lớp. À, vậy thì chúng ta sẽ lại đặt tiếp ra câu hỏi, vậy thì tại sao khi mà em đi mua hàng ấy, khi mà em đi mua hàng ấy, em thấy rằng tổng số tiền em phải trả bằng bao nhiêu thì lại thuế giá trị gia tăng sẽ đánh trên cái phần giá trị tiền hàng. Cái đoạn này cô nói lại nhá. Khi chúng ta đi mua hàng ấy thì chúng ta thấy rằng cái thuế giá trị gia tăng nó sẽ đánh trên cái giá trị tiền hàng mà chúng ta mua đúng không? Đúng không? Cô lấy Dạ. ví dụ nhá, em đi mua cái điện thoại 5 triệu. Giá của cái điện thoại 5 triệu. Nhưng em phải trả thêm cho người bán bao nhiêu đi ạ? 10% thuế giá trị gia tăng nữa. Tức là trả 10% của mấy? 5 triệu. Tổng số tiền chúng ta phải trả cho người bán bao gồm giá trị tiền hàng và giá trị tiền thuế tổng là 5 triệu mấy? 5 triệu rưỡi. Nếu như chúng ta mang cái quy định này ra, chúng ta sẽ hỏi người bán rằng thuế giá trị gia tăng là cái thuế đánh trên cái phần tăng thêm giữa gì ạ? Đánh trên cái phần tăng thêm giữa giá trị hàng từ quá trình gì ạ? Lưu thông đến gì ạ? Tiêu dùng cơ mà. Vậy thì phải cho tôi biết giá bán và giá mua của anh bao nhiêu chứ, thì tôi mới xác định được cái sự tăng thêm đấy. Sự tăng thêm đấy là cái sự tôi đóng tiền về thuế giá trị gia tăng chứ. Có hiểu ý của cô không? Dạ hiểu. Nhưng mà lúc này người bán người ta có cho bạn biết giá mua của họ bao nhiêu và giá bán cho bạn bằng bao nhiêu không? Người ta sẽ chỉ cho bạn biết giá bán thôi, còn giá mua người ta có cho bạn biết không? Không ạ. Vậy thì chúng ta có tiếp cận định nghĩa về thuế giá trị gia tăng với cách hiểu chúng ta là người tiêu dùng như thế không? Không đúng không? Dạ. Vậy thì với cái định nghĩa này chúng ta hiểu trên quan điểm nào? Cái phần này phần rất
quan trọng và cực kỳ cần thiết đi ra từ cái bản chất, nhưng mà tôi thấy không được dạy kỹ càng. Các bạn kế toán là nhiều bạn kế toán đi làm rất lâu năm rồi nhưng mà lại không hiểu bản chất về thuế giá trị tăng, nhưng lại cứ vẫn làm các công việc liên quan đến thuế giá trị tăng, rất là nguy hiểm. Vậy thì cái định nghĩa mà cô đưa ra căn cứ vào luật kế toán ấy, bạn nhớ cho tôi rằng đây là cái định nghĩa tiếp cận dựa trên quan điểm của ngân sách. Ngân sách nói rằng cái tiền thuế giá trị gia tăng mà ngân sách thu vào ấy, nó sẽ là cái tiền thuế được xác định dựa trên cái phần tăng thêm giữa gì đấy ạ? Giữa bán và giữa gì ạ? Mua thôi. Có hiểu ý cô không? Dạ hiểu. Tôi lấy ví dụ thế này. Doanh nghiệp bạn mua vào, mua hàng là 400 triệu. Tiền thuế giá trị tăng đầu vào tôi giả định là 10%, tức là 40 triệu đúng không? Đúng không? Dạ, dạ. Và với 400 triệu tiền hàng đấy, bạn bán được cho khách hàng với giá là 500 triệu. Đúng không em? Và như vậy là cái thuế giá trị tăng đầu ra là 10% của 500 triệu là 50 triệu. Thế thì ý của ngân sách ở đây là gì? Là ngân sách sẽ chỉ thu vào, tức là ngân sách sẽ chỉ thu vào, thu của doanh nghiệp với tiền thuế giá trị tăng. Đó là sự chênh lệch giữa đầu ra và đầu gì thôi? Đầu vào thôi. Giữa 50 và bao nhiêu thôi ạ? 40 thôi. Tức là bao nhiêu tiền? 10 triệu. Hay là khác là trong trường hợp này, cái tiền thuế giá trị tăng nộp vào ngân sách đó có phải là giá trị tăng thêm từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng không? Cái sự tăng dạ, thêm đây rồi. Là bao nhiêu tiền? 10 triệu tiền thuế giá trị tăng. Nên cái định nghĩa này nếu như em tiếp cận em là khách hàng em mua hàng ấy thì em không thể hiểu được. Đúng không ạ? Nhưng cái định nghĩa này chúng ta phải tiếp cận từ góc độ là gì đấy ạ? Ngân sách. Tinh thần ngân sách là gì? Ngân sách sẽ thu về tiền thuế giá trị tăng, đó là cái sự chênh lệch được tính trên cái sự chênh lệch giữa sản xuất lưu thông đến gì đấy ạ? Tiêu dùng. Rõ nhá? Ok. Dạ. Đấy là một cái nội dung rất là quan trọng. Vậy thì dựa vào cái định nghĩa như thế thì chúng ta đưa ra những các cái lưu ý vô cùng quan trọng mà các bạn không bao giờ được quên cho cô. Lưu ý như sau. Ở đây em cho cô biết rằng với cái định nghĩa này thì đối tượng chịu thuế ở đây là ai? Là gì? Người tiêu dùng cuối cùng. Đối tượng chịu thuế ở đây có phải là người tiêu dùng cuối cùng không em? Là hàng hóa dịch vụ ạ. Em nhìn này, đối tượng chịu thuế có phải là đối tượng bị tính thuế không? Tính ở đây, nhìn con chuột cô nhá, tính ở đây là động từ này. Bổ ngữ sau cái động từ này. Đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào cái câu văn này chúng ta thấy rằng cái gì được tính? Có phải là giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ không? Phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng không? Dạ. Yeah. Vậy thì đối tượng chịu thuế đây có phải là giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ không ạ? Được chưa? Nhìn này. Nó tính trên cái gì? Thì cái mà được tính đấy chính là đối tượng chịu gì? Chịu thuế. Đây lý do vì sao cô nói rằng đối tượng chịu thuế đây chính là hàng hóa dịch vụ. Được chưa ạ? Tuy nhiên, gạch chân cho cô một cái lưu ý vô cùng quan trọng, đó là thuế giá trị gia tăng chỉ tính trên các cái hàng hóa dịch vụ được tiêu dùng trên lãnh thổ gì đấy ạ? Việt Nam mà thôi. Hiểu chưa ạ? Chính phủ Việt Nam chỉ đánh thuế giá trị gia tăng trên những hàng hóa dịch vụ được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam mà thôi. Những hàng hóa dịch vụ mà không được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam thì có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Dạ không. Cái phần này các bạn đã biết lâu chưa hay bây giờ mới biết? Hôm trước biết rồi. Chúng ta sẽ đưa ra câu hỏi. Đó là gì đấy ạ? Thế thì các hàng hóa dịch vụ mà xuất khẩu ra nước ngoài ấy, nó có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Không. Dạ không. Đây là lý do vì sao mà thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu luôn bằng không đấy các bạn ạ. Có bao giờ bạn thắc mắc rằng vì sao thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu luôn bằng không không? Thì hôm nay các bạn đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Bởi vì thuế giá trị gia tăng chỉ đánh trên những hàng hóa dịch vụ được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam mà thôi. Những cái hàng hóa dịch vụ mà không được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam thì sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng của chính phủ Việt Nam. Rõ là này chưa? Nhá. Yeah. Vậy thì hàng xuất khẩu sẽ không phải chịu thuế giá trị tăng của chính phủ Việt Nam, bởi vì nó không tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng hàng nhập khẩu thì có phải chịu thuế giá trị tăng không? Không luôn. Ai của em thế?
Hàng nhập khẩu dù em mua ở nước ngoài nhưng em sẽ mang về tiêu dùng ở đâu? Đúng À, rồi, trên lãnh ở Việt Nam. Nên là hàng nhập khẩu vẫn cứ phải chịu gì đấy ạ? Thuế giá trị gia tăng. Đấy, những cái câu trả thổ. lời chúng ta phải đi ra từ cái bản chất của vấn đề. Nhá. Vậy thì lưu ý cho cô rằng đối tượng chịu thuế giá trị tăng ở đây chính là những hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hoặc là cho hoạt động tiêu dùng, nhưng nó cần phải được tiêu dùng trên lãnh thổ gì đấy ạ? Việt Nam. Và lưu ý số 2 ở đây, bản chất thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu. Tức là chính phủ sẽ thu cái khoản thuế này một cách gián gì? Gián tiếp. Hay nói khác là khi em đi mua hàng em phải nộp thuế, nhưng em có nói với người bán rằng tôi chỉ trả anh cái tiền hàng thôi, còn tiền thuế giá trị gia tăng thì để tôi ra kho bạc tôi nộp vào ngân sách không? Dạ không. Nếu mà làm như vậy thì làm sao mà thu được thuế, đúng không ạ? Rồi lại làm phức tạp các cái công đoạn, rồi làm cho cái người tiêu dùng vất vả thêm ra. Đây là lý do vì sao mà chúng ta hiểu rằng thuế giá trị tăng là loại thuế gián thu, tức là chính phủ hay là ngân sách sẽ thu khoản thuế này một cách gián tiếp. Và gián tiếp đây là qua doanh nghiệp. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Qua doanh nghiệp. Tức là gì? Doanh nghiệp bán hàng cho em thì doanh nghiệp sẽ thu luôn hai khoản, một là giá trị tiền hàng được ghi nhận vào doanh thu của doanh nghiệp, hai là tiền thuế giá trị gia tăng. Cái tiền thuế giá trị gia tăng đấy doanh nghiệp chỉ thu hộ ngân sách chứ doanh nghiệp không được hạch toán doanh thu. Sau đó thì doanh nghiệp sẽ mang cái tiền thuế đấy để nộp trả ngân sách. Đây là lý do vì sao mà người ta nói rằng thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu. Gián ở đây là gián tiếp. Đấy, các bạn phải hiểu bản chất như vậy nhá. Tôi phỏng vấn rất nhiều nhân sự kế toán cứ lầu lầu nói rằng là loại thuế gián thu. Và kể cả trong các cuốn sách về giảng dạy ở trường đại học cứ nói là thuế gián thu nhưng không chịu giải thích cho sinh viên hiểu gián thu là gì. Dẫn đến việc là các bạn cứ học như một con vẹt ấy mà các bạn không hiểu được cái bản chất của cái mối quan hệ giữa thực tế. Vậy thì ngày hôm nay phải nhớ cho cô rằng tất cả khoản thuế gì gọi là thuế gián thu thì em hiểu rằng đó là thu gián tiếp. Được chưa? Hay là khác là ngân sách sẽ thu cái khoản thuế này một cách gián tiếp. Và cái lưu ý rất quan trọng nữa tôi đó là cái người chịu thuế giá trị gia tăng đây chính là người tiêu dùng gì ạ? Cuối cùng. Người chịu thuế giá trị tăng là người tiêu dùng cuối cùng. Còn cái người nộp thuế giá trị tăng đây chính là gì ạ? Doanh nghiệp, là người bán. Em hiểu vấn đề không? Dạ có. Bản chất như vậy là hiểu rồi đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp tính thuế giá trị tăng phải nộp. Thế thì cái phương pháp tính thuế giá trị tăng phải nộp thì cô đã gửi cho bạn video rồi, bạn biết nó sẽ bao gồm hai phương pháp, một là phương pháp trực tiếp và hai là phương pháp khấu trừ. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý nghĩa của từng phương pháp này. Đầu tiên đó là phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ này sẽ được định nghĩa theo luật của Quốc hội như sau. Phương pháp khấu trừ là phương pháp xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Đấy, cái định nghĩa đi theo luật này bạn này, nó nhiều khi các câu từ nó diễn đạt vào cho bạn hơi khó hiểu. Vậy thì bản chất em hiểu rằng cái phương pháp khấu trừ này nó sẽ được tính bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào. Em viết công thức ra đi ạ. Phương pháp khấu trừ thì thuế giá trị gia tăng phải nộp thì nó sẽ bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi cái thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cô chưa viết được slide. Em có nhìn thấy slide không? Thấy mấy cái bông hoa của phương pháp phóng sự trực tiếp kìa. Nhìn thấy chưa? Vẫn đang ở trang số 59 đó. Cô đang mở trang 60 rồi đấy. Bây giờ các bạn có nhìn thấy gì không? Vẫn chưa có. Bây giờ tôi chia sẻ toàn bộ màn hình cho nó dễ nhìn. Nhìn thấy chưa em? Bạn nhìn thấy chưa? À, sao để cái từ phương pháp khấu trừ không mà không có thấy dòng chữ gì đâu cô? Ok, nhìn thấy chữ phương pháp khấu trừ rồi đúng không? Dạ. Đây, thì cái phương pháp khấu trừ này được định nghĩa theo luật số 31/2013 của Quốc hội. Thì người ta định nghĩa phương pháp khấu trừ. Tại đó số thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Là bạn đọc định nghĩa này xong bạn có thấy dễ hiểu không ạ?
Đây là cái định nghĩa tôi cho rằng nó khá dễ hiểu, bởi vì chúng ta hiểu được công thức. Bạn viết cái công thức xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp cho cô đi ạ. Nó bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào. Viết xong chưa? Em viết xong chưa? Chưa cô. Xong rồi cô. Là bây giờ bạn nhìn vào cái phép tính mà bạn vừa làm đi và cho tôi biết rằng trong cái phép tính này thì cái số thuế giá trị gia tăng đầu vào nó có phải là số trừ không ạ? Số trừ. Đúng không? Vậy thì khi chúng ta trừ đi số trừ thì hiển nhiên số trừ là số được trừ rồi. Đúng không ạ? Vì vậy hiển nhiên nó là cái giá trị được khấu gì? Khấu trừ. Nên là trong cái định nghĩa này người ta đưa vào cái cụm từ là được khấu trừ, tôi cho rằng nó bị thừa. Chỉ cần giải thích là thuế giá trị gia tăng phải nộp theo pháp khấu trừ, nó sẽ bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu gì ạ? Đầu vào. Rồi thế này là hiểu rồi, và trong phép tính trừ này chúng ta hiểu rằng thuế giá trị tăng đầu vào này nó hiển nhiên nó được khấu trừ bởi vì nó là số trừ mà. Ok nhá. Thế thì cái thuế giá trị tăng đầu ra và đầu vào được xác định như thế nào? Người ta giải thích như sau này. Thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính bằng số thuế VAT đầu ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Tức là gì? Em xác định cái thuế giá trị gia tăng đầu ra này dựa trên căn cứ là hóa gì? Hóa đơn giá trị gia tăng. Và hóa đơn giá trị gia tăng này nó là hóa đơn đầu ra hay hóa đơn đầu vào phải không? Đầu vào. Cái hóa đơn để em làm căn cứ em xác định cái thuế giá trị gia tăng đầu ra ấy, đầu trên. Thì đầu nó là trên. Hóa đơn đầu ra hay hóa đơn đầu vào? Hóa đơn đầu ra. Đúng rồi. Đúng ạ. Hóa đơn đầu ra này do ai sử dụng? Doanh nghiệp mình sử dụng. Do chúng ta là người bán mà chúng ta phải xuất hóa đơn đầu ra này đúng không? Đúng không? Dạ. Nên nếu như mà doanh nghiệp của em không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, em có áp dụng được cái phương pháp khấu trừ không? Dạ không, không, không được khấu trừ lại. Nếu như em không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì em phải sử dụng hóa đơn trực tiếp, đúng không ạ? Mà trên cái tờ hóa đơn trực tiếp ấy là có thông tin của thuế giá trị gia tăng không? Dạ không. Nên nếu như doanh nghiệp em mà không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hay nói khác doanh nghiệp em sử dụng hóa đơn trực tiếp thì doanh nghiệp em sẽ không thể áp dụng được phương pháp khấu trừ. Bởi vì muốn áp dụng được phương pháp khấu trừ thì chúng ta phải biết đầu ra và biết đầu gì ạ? Đầu vào. Chỉ có mỗi cái hóa đơn giá trị gia tăng thì nó mới thể hiện cái thông tin của giá trị gia tăng đầu ra thôi. Các bạn hiểu ý cô chưa? Do vậy, yeah. Lưu ý với cô rằng cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định theo pháp khấu trừ ấy, nó sẽ xác định trên căn cứ là các cái chứng từ hóa đơn mà doanh nghiệp xuất ra. Rõ chưa ạ? Hóa đơn đầu ra nó sẽ căn cứ vào cái giá trị hóa, xin lỗi nhá, cái thuế giá trị gia tăng đầu ra nó sẽ căn cứ vào giá trị hóa đơn mà chúng ta xuất ra. Hiểu chưa? Thì nếu như mà bạn bán hàng mà không xuất hóa đơn thì có phải là bạn đang ghi nhận thiếu thiếu cái giá trị thuế giá trị đã tăng đầu ra không ạ? Dạ. Yeah. Nếu như doanh nghiệp em bán hàng mà không xuất hóa đơn thì có phải là doanh nghiệp em đang ghi nhận thiếu cái tiền thuế giá trị đã tăng đầu ra không? Dạ phải. Dạ đúng rồi con. Nếu mà ghi nhận thiếu cái thuế giá trị tăng đầu ra thì có phải làm cho thiếu khoản tiền thuế phải nộp vào ngân sách không ạ? Đây cũng là lý do vì sao mà cơ quan thuế phạt doanh nghiệp rất nặng về cái tội làm sao lại bán hàng nhưng không xuất hóa đơn. Họ có thể quy kết bạn vào cái tội gọi là tội trốn gì ạ? Trốn thuế. Cho lại nha. Thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ căn cứ vào giá trị thuế giá trị tăng trên cái hóa đơn bán ra. Còn thuế giá trị gia tăng đầu vào nó sẽ căn cứ vào cái giá trị thuế giá trị gia tăng của hóa đơn gì ạ? Mua vào. Khi doanh nghiệp em đi mua hàng, lúc này em cần phải có cái chứng từ mua hàng, đây chính là các hóa đơn đầu vào. Thế thì nếu như cái hóa đơn đầu vào đấy bạn mua mà bạn mua hàng ấy mà người ta xuất cho bạn là cái hóa đơn giá trị gia tăng thì rõ ràng trên cái hóa đơn đầu vào đấy có phải nó phải có thông tin của thuế giá trị gia tăng đúng không? Và cái thuế giá trị gia tăng của hóa đơn đầu vào đấy được gọi là thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thế khi em xác định được thuế giá trị gia tăng đầu ra và em xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào rồi, em sẽ xác định được cái tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp nó bằng đầu ra trừ đi đầu gì ạ? Đầu vào. Ok chưa? Cả lớp hiểu ý nghĩa công thức chưa nhỉ? Dạ. Yeah.
Ok, sau khi đã hiểu rồi thì bây giờ cô sẽ đi vào phần tiếp theo khá quan trọng, đó là giải thích cho bạn là vì sao cái phương pháp khấu trừ lại áp dụng với công thức này. Và tôi sẽ qua đấy thì tôi sẽ giải thích cho các bạn một vấn đề, đó là các cái tài khoản kế toán liên quan đến thuế giá trị tăng đầu ra và liên quan đến thuế giá trị tăng đầu vào nhá. Và cái phương pháp khấu trừ này thì các bạn nhìn slide các bạn sẽ thấy rằng cô đã lốt lại, nó sẽ áp dụng với mọi loại hình tổ chức trừ cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, hay nói khác là đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể hoặc là hộ kinh doanh cá thể thì chúng ta không được sử dụng phương pháp khấu trừ, đúng không ạ? Phương pháp khấu trừ này chỉ dành cho các tổ chức, đó là các doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã hoặc là các cái tổ chức tương đương thôi. Bây giờ chúng ta chú ý lên bảng để tôi giải thích lại cái quy trình của phương pháp khấu trừ. Cái phương pháp khấu trừ này cô đã quay lại video và gửi cho bạn rồi đấy, cũng khá dễ hiểu thôi. Nếu như bạn nào sau cái sự giải thích này cô mà vẫn còn lăn tăn, chúng ta chưa hiểu ấy, thì chúng ta phải nghe để chúng ta hiểu được bằng được nhá. Cái phương pháp khấu trừ phương trực tiếp là hai cái nội dung rất quan trọng để các bạn có thể làm chủ được cái phần kế toán thực tế, đúng không ạ? Vì vậy các bạn làm kỹ. Đây, như các bạn đã biết, bất kể một doanh nghiệp nào cũng sẽ cần phải có ba quá trình, đó là đi mua yếu tố đầu vào. Có yếu tố đầu vào rồi sẽ tiến hành sản xuất kinh doanh để tạo ra yếu tố đầu ra. Và có yếu tố đầu ra rồi thì chúng ta mang đi đâu đấy ạ? Bán hàng. Thế chưa? Thế thì tại cái quá trình mua hàng thì lúc này bạn sẽ thấy rằng khi em đi mua hàng ý, tổng giá trị mà em phải trả cho người bán có phải bao gồm hai phần đúng không ạ? Phần thứ nhất đó chính là giá trị tiền hàng, và phần số 2 đó chính là tiền thuế giá trị gia tăng. Cái tiền thuế giá trị gia tăng ứng với quá trình em đi mua hàng, hay nói khác là ứng với quá trình em mua yếu tố đầu vào, tôi gọi đây chính là tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào, đúng không ạ? Cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này bản chất doanh nghiệp của em có phải nộp không? Dạ không. Bởi vì vừa nãy chúng ta đi học về bản chất của thuế giá trị gia tăng rồi thì chúng ta thấy rằng cái người nộp thuế giá trị, tức là người chịu thuế giá trị gia tăng ở đây đó chính là người tiêu dùng cuối cùng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì doanh nghiệp em rõ ràng không phải là người tiêu dùng cuối cùng, bởi em mua vào rồi em lại mang đi đâu đấy ạ? Đi bán. Mua vào rồi em bán ra. Vậy là em là người tiêu dùng trung gian, em không phải là người tiêu dùng cuối cùng. Thế nên là em sẽ không phải nộp cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này. Nhưng mà biết làm thế nào khi mà em đã đi mua hàng, em trả cho người bán cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này, và người bán người ta mang đi, người ta nộp vào ngân sách rồi. Thế thì lúc này vấn đề đặt ra là em sẽ đòi cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này là đòi từ người bán hay đòi từ người khác? Dạ, đòi từ ngân sách. Đúng rồi, đòi từ ngân sách, đúng không ạ? Mặc dù là em trả cái tiền thuế giá trị tăng đầu vào này cho người bán, nhưng người bán người ta lại mang đi, người ta nộp vào ngân sách rồi. Vì vậy là cái tiền thuế giá trị tăng đầu vào này em không phải nộp mà, thì em phải đòi lại. Em đòi từ ngân sách. Được chưa? Ngân sách có hiểu được vấn đề này không? Ngân sách hiểu chứ? Và đứng ở góc độ doanh nghiệp thì em sẽ thấy rằng thế thì bản chất của cái thuế giá trị gia tăng đầu vào này đó chính là tài sản của doanh nghiệp và đang bị ngân sách chiếm dụng. Đúng không ạ cả lớp? Dạ, đúng. Ok, cái thuế giá trị gia tăng đầu vào này bản chất đó là tài sản của doanh nghiệp và bị ngân sách chiếm dụng. Nên lúc này cái giá trị thuế giá trị gia tăng đầu vào này nó phải được ghi nhận ở tài khoản tài sản. Đúng ạ, ở tài khoản tài sản. Tài khoản tài sản của chúng ta thì sẽ chỉ là tài khoản đầu 1 hoặc tài khoản đầu mấy? Đầu 2. Đúng không em? Vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận cái tiền thuế giá trị tăng đầu vào này ở tài khoản đầu 1 hay tài khoản đầu 2 đây? Thì muốn biết ở tài khoản đầu 1 hay tài khoản đầu 2 thì chúng ta cần phải căn cứ vào sự hoàn trả lại cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này từ ngân sách. Thế thì đến lúc này tôi mới mách cho các bạn một cái vấn đề. Đó là ngân sách hoàn toàn hiểu được cái thuế giá trị gia tăng đầu vào này bản chất là tài sản của doanh nghiệp và đang bị ngân sách chiếm dụng, và ngân sách sẽ trả lại cái tiền thuế giá trị tăng vào này. Tuy nhiên trả bằng cách gì? Trả bằng cách là sẽ khấu trừ cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này với cái tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp nợ ngân sách. Em có hiểu vấn đề không ạ? Dạ hiểu. Đây là lý do vì sao cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này nó còn có một tên gọi khác, đó chính là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Và bởi vì cái sự khấu trừ, tức là sự trả lại cái tiền thuế giá trị này, thuế giá trị gia tăng này, nó là sự khấu trừ rất nhanh. Bạn sẽ khấu trừ ngay trong kỳ, tùy thuộc vào kỳ kê khai thuế của bạn là kỳ tháng hoặc là kỳ gì ạ? Kỳ quý. Nhá. Vậy thì dù là kỳ tháng hay kỳ quý thì tôi đều thấy rằng nó sẽ là một sự khấu trừ trong thời gian ngắn. Tháng thì là một tháng, còn quý thì sẽ là mấy tháng? 3 tháng.
Đây là lý do vì sao cái thuế giá trị gia tăng đầu vào, hay còn gọi là thuế giá trị tăng được khấu trừ này, nó sẽ được ghi nhận ở tài khoản tài sản, nhưng sẽ là tài khoản tài sản ngắn hạn, là tài khoản đầu 1 và cụ thể là tài khoản 133. Em hiểu vấn đề chưa? Thế nên là từ bây giờ khi nói đến thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, tức là bạn phải nhớ đến tài khoản 133. Và chúng ta phải hiểu rằng cái thuế giá trị gia tăng được khấu trừ này nó là tài sản của doanh nghiệp và đang bị ngân sách chiếm dụng. Chưa ạ? Và tài khoản 133 này, như cô đã phân tích, nó sẽ chỉ có mặt trong doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp khấu trừ. Còn doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp trực tiếp thì sẽ không sử dụng tài khoản 133. Được chưa ạ? Nào, lại bàn tiếp này. Khi doanh nghiệp đi mua yếu tố đầu vào, doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh với mục đích là tạo ra yếu tố đầu ra. Và có yếu tố đầu ra rồi thì này doanh nghiệp mang đi bán hàng. Đúng không ạ? Và lúc này bạn sẽ thấy rằng khi mà doanh nghiệp bán hàng thì tổng số tiền mà doanh nghiệp thu khách hàng bao gồm hai khoản. Khoản thứ nhất đó chính là giá trị tiền hàng, và khoản số 2 đó chính là tiền thuế giá trị gia tăng. Tiền thuế giá trị gia tăng ứng với quá trình tôi thu của khách hàng khi tôi bán hàng ấy, tức là tôi bán yếu tố đầu ra. Tôi gọi đây chính là thuế giá trị gia tăng đầu ra. Cái thuế giá trị gia tăng đầu ra này bản chất là cái tiền thuế giá trị tăng mà bạn đang thu hộ ngân sách. Và khi mà thu được rồi thì bạn phải trả lại đâu đấy ạ? Ngân sách. Đây là lý do vì sao mà cái thuế giá trị gia tăng đầu ra này nó còn có một cái tên gọi khác, đó chính là thuế giá trị gia tăng phải trả. Bởi vì nó hiểu được rằng đây là cái khoản phải trả, nên là cái tài khoản để mô phỏng cái thuế giá trị gia tăng phải trả này nó sẽ là tài khoản đầu mấy hả cả lớp? Đầu 3. Đúng rồi. Bản chất thì thuế giá trị gia tăng phải trả này chính là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả lại ngân sách, bởi vì đây chính là khoản mà doanh nghiệp thu hộ ngân sách. Nên nó sẽ được ghi nhận ở cái khoản tài khoản đầu 3, tức là tài khoản thể hiện cái khoản lợi của doanh nghiệp, và cụ thể là tài khoản bao nhiêu đấy ạ? 3331. Lúc này bạn mới nhìn cả một quá trình, bạn sẽ thấy rằng này, thuế giá trị gia tăng đầu vào bản chất đó là tài sản của doanh nghiệp bị ngân sách chiếm dụng, hay là khác, đây chính là khoản tiền mà ngân sách lợi doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng đầu ra này chính là cái khoản tiền mà doanh nghiệp thu hộ ngân sách, hay là khác, đây chính là khoản tiền mà doanh nghiệp lợi ngân sách. Vậy thì đến cuối kỳ, kế toán sẽ cần phải làm việc đó là xác định tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp. Hay là khác là kế toán cần phải xác định dựa trên cái mối quan hệ lợi lần giữa hai bên như thế này. Đây là lý do vì sao mà muốn biết được doanh nghiệp phải trả vào ngân sách bao nhiêu tiền ở thời điểm cuối kỳ, thì tôi sẽ phải lấy cái số tiền mà doanh nghiệp lợi trừ đi số tiền mà ngân sách hiện ra đã lợi doanh nghiệp. Đây là lý do vì sao mà chúng ta có công thức để xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ, đó bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào. Và nhìn vào công thức này, bạn sẽ thấy rằng để mà có thể áp dụng được cái phương pháp tính thuế giá trị tăng phải nộp theo pháp khấu trừ thì rõ ràng tôi cần phải biết được hai thông số, một là thuế VAT đầu ra và hai là thuế VAT đầu vào. Và như đã trình bày thì cái thuế VAT đầu ra này nó sẽ căn cứ vào hóa đơn bán ra của doanh nghiệp, còn thuế VAT đầu vào này nó sẽ căn cứ vào hóa đơn mua vào của doanh nghiệp. Em hiểu vấn đề chưa? Vậy thì doanh nghiệp bạn áp dụng theo pháp khấu trừ thì hiển nhiên doanh nghiệp bạn phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Bạn không sử dụng hóa đơn giá trị tăng thì làm sao bạn thể hiện được cái thuế giá trị gia tăng đầu ra trên hóa đơn đấy? Đấy, đấy là tất cả cái bản chất về cái phương pháp khấu trừ, cũng như là tôi giải thích ý nghĩa của từng loại thuế giá trị gia tăng đầu vào là gì, đầu ra là gì và các tài khoản của nó. Các bạn đã hiểu chưa? Dạ có. Các lớp hiểu vấn đề chưa? Dạ hiểu. Ok, thế thì nhìn vào cái công thức này tôi muốn lưu ý các bạn ở một cái góc độ thực tế thuộc về kinh nghiệm thực tế như sau. Khi mà chúng ta thực hiện tính toán ra thuế giá trị tăng phải nộp thì nó sẽ có 3 kịch bản xảy ra. Thứ nhất, đó là thuế VAT đầu ra lớn hơn thuế VAT đầu vào nên nó sẽ làm cho cái thuế giá trị gia tăng phải nộp lớn hơn không. Trong trường hợp cuối kỳ các em làm tờ khai thuế giá trị tăng, em xác định được thuế giá trị tăng phải nộp lớn không, thì đây, giá trị này nó chính là cái tiền thuế giá trị tăng mà em phải nộp vào đâu đây ạ? Ngân sách. Thế thì ngoài việc em cần phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng thì em cần phải nộp luôn thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nữa. Nhưng trong một kịch bản số 2 đó là thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng 0, tức là cái thằng đầu ra bằng cái thằng đầu gì ạ? Đầu vào. Thì trong trường hợp này có ai lợi ai không? Như không. Không ai lợi ai thì này doanh nghiệp chỉ nộp mỗi tờ khai thôi, còn không phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng. Ở một tình huống số 3 đó là thuế giá trị gia tăng phải nộp nhỏ hơn 0, tức là thằng đầu ra nó nhỏ hơn thằng đầu vào.
Nghĩa là ai đang nợ ai đấy ạ? Doanh nghiệp nợ ngân sách. Khi thuế Ngân sách gia tăng phải nộp nó nhỏ hơn không thì ai đang nợ ai? Ngân sách nợ doanh nghiệp. Đúng rồi. Đúng rồi, trong trường hợp này là ngân sách nợ doanh nghiệp. Thế thì việc của chúng ta là nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và đòi tiền ngân sách đúng không ạ? Ừ. Trong trường hợp thuế giá trị gia tăng phải nộp nó nhỏ hơn không thì việc của doanh nghiệp là nộp tờ khai và đòi tiền ngân sách đúng hay sai? Dạ đúng. À, ngân sách thì nói là gì đấy ạ? Mày vẫn còn hoạt động dưới vòng trời của tao. Đúng ạ? Nên tao sao tao, mày sao thoát được tao? Không được đòi tiền như thế. Và bản chất trong trường này là gì? Khấu trừ kỳ sau của ngân sách sẽ nói rằng cái khoản tiền mà ngân sách nợ doanh nghiệp ấy sẽ tiếp tục được khấu trừ vào kỳ sau. Thế nên nhớ cho cô rằng trong trường hợp bạn xác định theo pháp khấu trừ ra tiền thuế giá trị tăng phải nộp nhỏ bằng không thì công việc của doanh nghiệp chỉ là gì thôi ạ? Nộp tờ khai thôi. Còn cái tiền thuế giá trị đã tăng mà chưa được khấu trừ hết sẽ được tiếp tục khấu trừ ở kỳ sau. Em nhớ chưa? Dạ. Đấy là phương pháp khấu trừ. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là tìm hiểu về phương pháp xác định thuế giá trị tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Thế thì đối với phương pháp trực tiếp này thì nó sẽ bao gồm hai loại. Một là phương pháp trực tiếp trên doanh thu và hai là phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng này nó sẽ áp dụng đối với các cái tổ chức kinh doanh vàng bạc đá quý. Các tổ chức cá nhân kinh doanh vàng bạc đá quý. Còn cái phương pháp trực tiếp trên doanh thu này nó sẽ áp dụng đối với các tổ chức cá nhân còn lại, không phải kinh doanh vàng bạc đá quý. Ok. Bây giờ để các bạn hiểu thì chúng ta sẽ đi vào từng cái phương pháp. Đầu tiên đó là phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Nghe cái tên gọi là phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì bạn hiểu vấn đề như thế nào? Bạn hiểu nội dung như gì? Bạn hiểu nội dung như thế nào đấy ạ? Phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp đánh trực tiếp trên gì đấy ạ? Giá trị gia tăng. Có hiểu ý nghĩa tên gọi mà cô đang giải thích không? Phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là cái phương pháp xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp trực tiếp, tức là đánh trên cái giá trị gì đấy ạ? Gia tăng. Cái giá trị gia tăng này là gì? Đó là giá trị gia tăng giữa đầu ra và đầu gì ạ? Đầu vào. Thì cái phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng này nó sẽ áp dụng đối với cái hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý. Và cách xác định cái phương pháp trực tiếp là như sau. Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng đã bằng thuế suất thuế giá trị gia tăng nhân với giá trị gia tăng. Em có nhìn vào công thức này, em có công nhận với cô rằng thuế giá trị gia tăng phải nộp này nó đang đánh trực tiếp trên cái giá trị gia tăng không? Nó sẽ bằng thuế suất thuế giá trị gia tăng nhân với giá trị gia tăng, tức là nó đang đánh trực tiếp trên cái gì đấy ạ? Giá trị gia tăng đấy. Có hiểu ý nghĩa công thức này không? Không bạn nào trả lời thế? Hay cô cho ví dụ đi coi. Bây giờ nghe lại nhá, nghe lại đã. Nhìn vào công thức em thấy rằng thuế giá trị gia tăng phải nộp nó bằng thuế suất thuế giá trị gia tăng nhân với giá trị gia tăng đúng không? Vậy dạ thì đúng. Thuế dạ. Giá trị gia tăng phải nộp này nó được xác định bằng cách đánh trực tiếp trên cái giá trị gia tăng đúng không ạ? Bạn lấy dạ, thuế suất thuế giá trị gia tăng nhân với giá trị gia tăng thì bạn sẽ ra thuế VAT phải nộp. Hay nói khác là đây dạ. Là cái phương pháp tính trực tiếp trên gì đấy ạ? Giá trị gia tăng, đúng quá rồi còn gì nữa đúng không ạ? Dạ. Thế cái giá trị gia tăng này được xác định như thế nào? Nó sẽ được xác định bằng giá trị của vàng bạc đá quý bán ra trừ đi giá trị của vàng bạc đá quý mua vào. Cô lấy ví dụ nhá. Em là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý. Em bán một cây vàng trị giá 55 triệu. Tức là giá trị của vàng em bán ra là 55 triệu. Nhưng em mua vào cái cây vàng đó chỉ là 54 triệu thôi. Vậy từ đây em có xác định được cái chênh lệch giữa giá trị vàng bạc đá quý bán ra và giá trị vàng bạc đá quý mua vào không? Dạ được ạ. Chênh lệch đây là mấy triệu? 1 triệu. Bán ra là 55 triệu, còn tôi mua vào là 54 triệu. Tôi suy ra cái giá trị gia tăng ở đây là 1 triệu. Đúng không ạ? Và lúc này, cái thuế suất thuế giá trị gia tăng ở trong cái trường hợp phương pháp trực tiếp thì giá trị gia tăng nó được xác định bằng 10%. Nhớ nhá, thuế suất thuế giá trị gia tăng ở cái phương pháp trực tiếp thì giá trị gia tăng đó là luôn là 10%. Từ đây em có xác định được thuế giá trị gia tăng phải nộp không?
Em có xác định được thuế giá trị tăng phải nộp không? Dạ có. Nó sẽ bằng 10% nhân với chênh lệch là 1 triệu. 1 triệu. Thì có phải ra thuế giá trị tăng phải nộp là 100 nghìn không? Dạ. Dạ phải. Ok chưa? Vậy thì đây là cái phương pháp trực tiếp trên giá trị tăng. Với vàng bạc kinh doanh vàng bạc đá quý thì chúng ta không thể trực tiếp trên doanh thu. Trên doanh thu thì lại bạn sẽ phải tính luôn trên 55 triệu. Nó có phải là giá trị rất lớn không ạ? Bởi vì vàng bạc đá quý là những các cái hàng hóa đặc thù có giá trị rất là lớn nên chúng ta không thể áp dụng theo doanh thu được mà chúng ta phải áp dụng theo cái giá trị gia tăng. Ok nhá. Dạ. Còn thì cái phương pháp trực tiếp trên doanh thu ấy thì cô đã gửi video rồi. Các bạn xem đi, có chỗ nào không hiểu bạn hỏi cô nhá. Bản chất là cái phương pháp trực tiếp trên doanh thu tức là chúng ta cũng sẽ tính A phần trăm nhân với doanh thu. Đúng không ạ? Có hiểu được không? A phần trăm nhân với doanh thu. Vậy thì có phải là đối với phương pháp trực tiếp doanh thu thì tôi chỉ cần quan tâm là doanh thu của anh thu được bao nhiêu chứ tôi không cần quan tâm đến cái thuế giá trị gia tăng đầu ra của anh đúng không? Các bạn dạ, đúng rồi. Các bạn ghi lại công thức đi ạ. Thuế giá trị gia tăng áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ấy. Đây này, phương pháp này này. Nó sẽ bằng A phần trăm nhân với doanh thu. Cái A này là phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Còn cái doanh thu này là phụ thuộc vào cái gì đấy ạ? Giá trị hàng hóa dịch vụ mà bạn bán ra được ghi nhận trên hóa đơn. Thế nhìn vào cái công thức để xác định thuế giá trị tăng phải nộp bằng A phần trăm nhân doanh thu, tôi thấy rằng bởi vì A phần trăm đấy là một cái sự quy định của Bộ Tài chính đối với từng lĩnh vực. Có lĩnh vực thì là 1%, có lĩnh vực là 2%, có lĩnh vực 3%, có lĩnh vực 5%. Như vậy A có phải là một cái số đã biết không ạ? Bây giờ cái tôi không biết đây chỉ là doanh gì thôi, doanh thu thôi. Thế thì cái doanh thu này tôi muốn biết được thì tôi phải dựa trên hóa đơn bán ra của anh. Và rõ ràng tôi chỉ cần quan tâm đến doanh thu thôi mà tôi cần quan tâm gì đến thuế giá trị tăng đầu ra đâu. Nên đối với những doanh nghiệp mà áp dụng theo cái phương pháp trực tiếp trên doanh thu ấy thì họ sẽ chỉ cần sử dụng hóa đơn trực gì thôi, trực tiếp mà thôi. Các bạn có hiểu ý cô không ạ? Dạ hiểu cô. Bạn nào cũng hiểu, bạn về xem lại cái video về phương pháp trực tiếp mà cô đã giải thích rất là kỹ trên này cho các bạn nhé. Các bạn cần phải cô mang cái slide của cái phương pháp trực tiếp trong doanh thu này cô giải thích cho các bạn không? Làm câu hỏi đấy các bạn trả lời cô đi. Có cần cô phải trình chiếu lại cái slide về phương pháp trực tiếp doanh thu để giải thích cho các bạn hiểu không? Em thấy con là không. Không nhá. Các em cứ về xem lại cái video mà cô gửi đi. Cô nghĩ là các bạn nghe, các bạn sẽ hiểu luôn được phương pháp trực tiếp doanh thu là gì thôi. Trong video đấy cô nói rất kỹ rồi. Đầy đủ các nội dung mà cần phải nhớ được. Vậy các bạn về các bạn xem nhá. Thế thì từ đây chúng ta đưa ra kết luận. Đó là các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải sử dụng hóa đơn giá trị tăng. Còn doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp thì phải sử dụng hóa đơn trực tiếp. Và cái phương pháp khấu trừ này nó sẽ chỉ sử dụng cho tổ chức. Còn phương pháp trực tiếp nó có thể áp dụng cho cả tổ chức và cả gì đã cá nhân. Được chưa? Cái phương pháp khấu trừ này thì này chúng ta khi chúng ta kê khai thì chúng ta phải kê khai cả đầu vào và kê khai cả đầu ra. Bởi vì cái công thức tính cái thuế giá trị tăng phải nộp phương pháp khấu trừ nó bằng đầu ra trừ đi đầu vào. Và như đã trình bày các bạn nó sẽ có 3 trường hợp. Một là thuế giá trị đã tăng đầu ra phải nộp. Xin lỗi, cái thuế giá trị đã tăng phải nộp phương pháp khấu trừ nó lớn không? Nó bằng không hoặc nó nhỏ không? Vậy thì trong 3 trường hợp đấy thì chỉ có duy nhất cái trường hợp là thuế giá trị đã tăng phải nộp nó lớn không thì các bạn phải nộp vào ngân sách thôi. Còn 2 trường hợp còn lại nó bằng không nó nhỏ không thì chúng ta không được đòi tiền ngân sách mà chúng ta sẽ sử dụng nó để khấu trừ tiếp vào kỳ sau. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại một cái nội dung nữa, đó là các bạn phải nhớ được các cái tài khoản của thuế giá trị tăng đầu vào và thuế giá trị tăng đầu ra. Thế như đã trình bày với các bạn ý, thì thuế giá trị gia tăng đầu vào, tức là thuế giá trị tăng được khấu trừ, thì nó sẽ thể hiện tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận ở tài khoản 133, đúng không ạ? Còn thuế giá trị tăng đầu ra, bản chất đó chính là cái khoản lợi mà doanh nghiệp lợi ngân sách, vậy là sẽ được ghi nhận ở tài khoản đầu vào, cụ thể là 333. Vì thế nên là đối với các doanh nghiệp mà áp dụng theo cái phương pháp khấu trừ ấy thì lúc này luôn tồn tại cái tài khoản 133 và tài khoản 331. Còn doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp trực tiếp ấy thì nó sẽ chỉ sử dụng tài khoản 331 thôi chứ nó không sử dụng tài khoản 133 nhá. Ok, bây giờ chúng ta đi vào một câu hỏi mà cô muốn các bạn giải thích được dựa vào cái bản chất về thuế giá trị tăng cô đã giải thích ấy. Đó là vì sao các tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan lại chỉ sử dụng hóa đơn trực tiếp thôi?
Vì sao các tổ chức cá nhân trong khu kinh tế quan lại chỉ sử dụng hóa đơn trực tiếp thôi? Các bạn thử suy nghĩ đi. Dựa trên Vì bản không chất thì gia tăng. dựa trên bản chất khu kinh tế quan là các khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam và được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có ranh giới địa lý rõ ràng, và cái mối quan hệ giữa khu kinh tế quan và bên ngoài đó chính là một quan hệ xuất nhập khẩu. Và chúng ta nhớ rằng cái thuế giá trị gia tăng nó sẽ chỉ đánh trên những các đối tượng là những hàng hóa dịch vụ được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam thôi. Những hàng hóa dịch vụ không được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam thì sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Đó, bây giờ các bạn thử vận dụng suy nghĩ đi khoảng 5 phút để đưa ra câu trả lời vì sao các tổ chức ở trong khu kinh tế quan lại không sử dụng hóa đơn giá trị tăng mà lại sử dụng hóa đơn trực tiếp. Thế các bạn không được chọn. Đó là hàng xuất khẩu và hàng không sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam không đánh thuế. Okay. Thì nó phải sử dụng phương pháp trực tiếp. Có rất nhiều các mối quan hệ kinh tế ở cái của các tổ chức trong khu kinh tế quan với bên ngoài. Vì vậy chúng ta phải mô phỏng được tất cả các tình huống đấy. Thế này chúng ta mới xem ra đẹp. Thế này chúng ta mới giải thích được cái câu hỏi là vì sao những tổ chức ở trong khu kinh tế quan lại không sử dụng hóa đơn giá trị tăng mà lại sử dụng hóa đơn trực tiếp. Đây, bây giờ tôi sẽ giả dụ đây là một khu phi thuế quan. Khu phi thuế quan này bạn thấy rằng đây nó đang có một cái ranh giới địa rất là rõ ràng đây. Bạn nhìn thấy chưa ạ? Và cái khu phi thuế quan này, bạn hiểu tôi, bản chất đó chính là thế giới thu nhỏ được vào lãnh thổ Việt Nam. Nhá. Thế thì chúng ta sẽ phân tích các cái mối quan hệ kinh tế ở trong cái khu phi thuế quan này với bên ngoài. Đầu tiên này. Bạn nhìn nhá. Chỗ này tập trung vào cho cô. Đó là cái mối quan hệ kinh tế phát sinh trong trường hợp hàng hóa dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Vậy thì em hiểu cái trường hợp này như sau. Đó là trường hợp các doanh nghiệp ở trong khu vực thuế quan này này. Họ bán được hàng, nhưng hàng của họ lại bán đi đâu ở cả lớp? Cái hàng của họ được bán đi đâu? Bán ra nước ngoài. Bán ra nước ngoài. Vậy thì khi mà hàng ở trong khu vực thuế quan được bán ra nước ngoài, thì bạn thấy rằng cái hàng này có phải được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam không? Không ạ. Không đúng không ạ? Thứ nhất này, khu vực thuế quan cũng là một thế giới thu nhỏ mang về đặt tại Việt Nam, thì tôi cũng hiểu đây chính là khu nước ngoài. Và cái hàng ở trong khu vực thuế quan này bán đến nước ngoài thì nó giống như việc là hình ảnh là hai quốc gia Pháp và Mỹ bán hàng cho nhau ấy, nó có liên quan gì đến Việt Nam không ạ? Nó có liên quan gì không? Nào các bạn trả lời cô đi. Nó có liên quan gì Việt Nam không? Không. Nó không liên quan gì Việt Nam hết. Nên là cái hàng hóa dịch vụ bán ra nước ngoài này nó sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Thế nên là trong cái trường hợp này thuế giá trị gia tăng ở đây nó bằng mấy? Bằng không. Không à. Đúng chưa? Ok. Tình huống số 2 này. Nhìn con chuột cô chỉ nhá. Hàng hóa dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. À, tức là gì? Đây, trong khu phi thuế quan này tôi có hai doanh nghiệp. Đó là doanh nghiệp 1 và doanh nghiệp 2. Hai doanh nghiệp này bạn thấy rằng nó đều nằm trong khu phi thuế quan. Tức là trong thế giới thu nhỏ. Và hai cái thằng này này, nó sản xuất và nó bán hàng cho nhau. Hiểu đề không ạ? Vậy thì cái việc mua bán giữa hai doanh nghiệp nằm trong khu vực thuế quan này nó có phải là việc mua bán, nó giống như việc mua bán của các doanh nghiệp ở nước ngoài không ạ? Dạ đúng ạ. Thế nên là chúng ta hiểu rằng cái hoạt động mua bán đấy hay là hàng hóa dịch vụ được tiêu thụ đấy nó sẽ không phải tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam, vì vậy nó sẽ không chịu thuế giá trị đấy ạ, gia tăng. Em hiểu vấn đề chưa? Dạ. Đây, nên trong trường hợp doanh nghiệp 1 và doanh nghiệp 2 bán hàng cho nhau, trong trường hợp này thuế giá trị đã tăng bằng mấy ạ? Không, bằng không. Ok, bằng không.
Thì nguồn số 3 đó là hàng hóa dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị tăng là 0%. À, tức là tình huống này bạn hiểu cho cô như sau này. Đây là các doanh nghiệp ở trong nội địa Việt Nam. Đây, doanh nghiệp cá nhân thuộc nội địa Việt Nam đây. Và chúng ta sẽ em ra đây ạ. Bán hàng cho các doanh nghiệp ở trong khu phi thuế quan này. Bởi vì cái khu phi thuế quan này nó giống như thế giới thu nhỏ được đặt tại Việt Nam nên chúng ta hiểu rằng đây chính là cái khu nước ngoài. Thế nên là việc mà doanh nghiệp cá nhân thuộc nội địa Việt Nam bán hàng vào khu phi thuế quan này nó giống như trường hợp chúng ta bán hàng xuất gì? Xuất khẩu. Đúng không em? Dạ, đúng. Và với hàng xuất khẩu thì như cô đã phân tích rồi, nó sẽ chịu thuế giá trị tăng đây là bao nhiêu đấy ạ? 0%. 0%. Vì vậy là giá trị thuế giá trị tăng cho trường hợp này là cũng bằng mấy? Bằng 0. Bằng 0. Được chưa? Và tình huống tiếp theo đó là hàng hóa dịch vụ được mua bán giữa các khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị tăng. Đây tức là gì? Tức là bên cạnh khu phi thuế quan 1 này, tôi còn có một cái khu phi thuế quan khác. Nó có thể là 2, 3, rất nhiều khu phi thuế quan khác. Đây, ví dụ đây là khu phi thuế quan 2. Hoặc là bao nhiêu cho nữa, được chưa? Thế bây giờ hai ông khu phi thuế quan này bán hàng cho nhau. Mình dùng không ạ? Thì giống như là các quốc gia người ta bán hàng cho nhau thôi. Bởi vì đây là đều là hai khu nước ngoài tại Việt Nam. Thế thì có phải đây là giống như hoạt động là các quốc gia bán hàng cho nhau không ạ? Ví dụ Anh, Pháp bán hàng cho nhau không ạ? Yeah. Vì vậy là đối tượng hàng hóa dịch vụ này nó có phải được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam không? Dạ yeah, không. Vì vậy là yeah, cái không. Tiền thuế giá trị tăng nó không phải chịu. Vì vậy là thuế giá trị tăng trong trường hợp này nó cũng bằng mấy? Bằng không. Vậy thì em thấy rằng trong tất cả các trường hợp thuế giá trị tăng luôn bằng không. Bởi vì nó luôn bằng không rồi nên tôi cần phải thể hiện nó trên cái hóa đơn không ạ? Dạ không. Đấy là lý do vì sao mà các tổ chức trong khu vực thuế quan này họ sẽ sử dụng hóa đơn trực tiếp chứ không phải là hóa đơn VAT. Em hiểu vấn đề chưa? Dạ hiểu. Đây nha, chốt lại vấn đề này đây. Bây giờ sang một cái phần nội dung rất là hay dành cho bạn, đó là thời điểm xuất hóa đơn. Cái phần này thì tôi đề nghị các bạn ghi vào bởi vì nó rất là quan trọng. À, khi chúng ta học về hóa đơn ấy thì chúng ta thấy rằng ai là người xuất hóa đơn? Người bán. Người bán là xuất hóa đơn đúng không? Thì giả dụ như em làm kế toán trong doanh nghiệp em bán hàng thì em phải là người xuất hóa đơn đúng không? Và nếu như em xuất hóa đơn sai thời điểm thì điều gì xảy ra? Xuất hóa đơn sai thời điểm thì điều gì xảy ra vào lớp? Xuất hóa đơn sai thời điểm thì có phải em ghi nhận doanh thu sai thời điểm không? Yeah. Em sẽ ghi nhận cái nghĩa vụ phải trả ngân sách về thuế giá trị đã tăng cũng sai thời điểm đúng không? Dẫn đến việc là việc lộp thuế và ngân sách của em không đúng thời điểm. Đây là lý do vì sao mà lúc này Bộ Tài chính đưa ra cái quy định về phạt về thời điểm nếu như doanh nghiệp xuất hóa đơn sai thời điểm. Lỗi rất là nặng, đó là mức phạt từ 4 đến 8 triệu. Và trong trường hợp nếu như em bị xuất hóa đơn sai thời điểm một lần đầu tiên thì em sẽ bị áp dụng ở mức trung bình giữa 4 và 8, tức là 6 triệu. Còn nếu mà từ lần thứ hai trở lên thì em sẽ bị áp cái kịch khung, nó là mấy triệu đấy ạ? 8 triệu. Và trong trường hợp em có tình tiết giảm nhẹ, tức là cái việc xuất hóa đơn của em không phải một cái chủ ý của doanh nghiệp đấy, thì hôm nay em sẽ được áp dụng mức thấp hơn. Thế bây giờ tôi hỏi bạn, bạn là kế toán,
bạn là kế toán, mà bạn xuất hóa đơn sai thời điểm dẫn việc làm cho doanh nghiệp bạn bị nộp phạt 6 triệu, cũng là giám đốc yêu cầu trừ vào lương kế toán, thì chúng ta còn lương không? Nếu không không đúng không ạ? Hết lương luôn đúng không ạ? Đấy lý do vì sao mà chúng ta cần phải nắm rõ về thời điểm xuất hóa đơn nhá. Đấy, trên cơ sở cũng đã giải thích các bạn này. Thứ nhất này, thuế giá trị tăng là gì, phương pháp tính thuế giá trị tăng là gì, các tài khoản liên quan đến thuế giá trị tăng và nộp, hóa đơn là gì, phân loại hóa đơn, các lưu ý về các loại hóa đơn rồi. Bây giờ cô dạy các bạn về thời điểm xuất hóa đơn, đó là một cái sự ứng dụng mà rất là logic để đưa vào thực tế, nên các bạn cần phải làm chủ được tất cả các cái kiến thức mà cô đã hướng dẫn. Vậy thì thời điểm xuất hóa đơn được quy định rất là giống nhau trong tất cả những các cái văn bản luật từ trước đến nay. Đó là thông tư 39, đó là nghị định 119, đó là nghị định 123 và thông tư 68 của Chính phủ và Bộ Tài chính đều đưa ra cái quy định về thời điểm xuất hóa đơn một cách thống nhất từ trước đến nay. Em hiểu đây không nhỉ? Nên là em nhớ rằng sẽ không có cái sự thay đổi về thời điểm xuất hóa đơn trong các văn bản về pháp luật. Thế thì thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa hay đối với dịch vụ hay đối với hoạt động xây dựng và lắp đặt nó là khác nhau. Các bạn ghi về đi rồi cũng sẽ giải thích. Cái đoạn này tôi đề nghị các bạn ghi, mặc dù tôi đưa cho các bạn slide rồi. Bạn ghi vào và bạn đọc ngầm nghiễn đi, sau đó thì lát nữa cô sẽ giải thích cho bạn. Thời điểm xuất hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ và hoạt động xây dựng lắp đặt được quy định như sau. Đối với hàng hóa thì là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, không quan trọng đã thu được tiền hay chưa. Tức là trong giờ em bán hàng hóa, em bán những các cái sản phẩm có tính chất hữu hình hay vô hình ở cả lớp. Hữu hình. Đúng rồi, hàng hóa là những cái sản phẩm có tính chất hữu hình. Vậy là trong trường hợp em bán những sản phẩm có tính chất hữu hình thì thời điểm em xuất hóa đơn đó chính là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, không quan trọng việc là người mua đã thanh toán hay chưa. Nên là lưu ý rằng trong các cái hợp đồng mua bán của em không thể đưa ra một cái điều kiện. Tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp đưa ra điều kiện nó rất là sai. Đó là gì đấy ạ? Bên bán sẽ xuất hóa đơn cho bên mua khi bên mua thanh toán tiền cho bên bán. Đúng không ạ? Như vậy là em đưa ra cái thời điểm xuất hóa đơn nó sai quy định của pháp luật. Vậy là cái quy định này nó không hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Nhá. Thế thì khi chúng ta đưa ra những các cái điều kiện ràng buộc ở trên các hợp đồng ấy, thì muốn cho nó có tính pháp lý thì bạn cần phải căn cứ vào luật. Vậy thì nhớ thôi rằng trong trường hợp bạn bán những các sản phẩm đó là có tính chất hữu hình, thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, không quan trọng việc người mua đã thanh toán hay chưa. Cứ lúc nào em chuyển hàng cho người mua thì đó chính là thời điểm em phải xuất hóa đơn. Và lúc này để cơ quan thuế công nhận với em rằng thời điểm xuất hóa đơn của em là đúng thì em cần phải có một cái bằng chứng để chứng minh cái thời điểm gì ạ? Giao hàng. Đây lý do vì sao mà trong các cái bộ chứng từ mua bán hàng hóa là sản phẩm hữu hình ý, thì bạn sẽ thấy gần như lúc nào họ sẽ cần phải có một cái chứng từ, đó là biên bản bàn giao hoặc là phiếu xuất kho kiêm biên bản bàn giao. Có công nhận với cô không? Dạ. Nhớ nhá. Với hàng hóa, tức là sản phẩm hữu hình, thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, không quan trọng việc người mua đã thanh toán hay chưa. Ok. Còn đối với dịch vụ là gì hả cả lớp? Dịch vụ là gì? Dịch vụ là cái sản phẩm, nhưng mà nó là một chất vô hình hay là hữu hình? Vô hình. Đúng rồi ạ, dịch vụ là cái sản phẩm vô hình mà tại đó chúng ta không thể cầm nắm, chúng ta không thể quan sát bằng các cái giác quan chúng ta được. Đúng chưa? Vì vậy là đối với dịch vụ ấy, nó sẽ có một cái sự quy định về thời điểm xuất hóa đơn khác với hàng hóa. Thì nhìn vào con chuột này, thời điểm xuất hóa đơn đối với dịch vụ là một trong hai trường hợp. Và nhớ cho cô rằng trong hai trường hợp này, trường hợp nào diễn ra trước thì đó chính là trường hợp phải xuất hóa đơn. Hiểu đây không nhỉ? Đối với dịch vụ thì thời điểm xuất hóa đơn là một trong hai trường hợp. Tại đó cái thời điểm của trường hợp nào diễn ra trước thì đấy chính là thời điểm xuất hóa đơn. Thời điểm thứ nhất đó là thời điểm người bán đã hoàn tất việc cung ứng dịch vụ cho người mua, không quan trọng việc đã thu được tiền hay chưa.
Hoặc trường hợp thứ hai đó là thời điểm người mua thanh toán dịch vụ cho người bán. Đấy, hai thời điểm này, cứ thời điểm nào diễn ra trước thì đó chính là thời điểm phải xuất hóa đơn. Tôi lấy ví dụ nhá, em đi mua cái dịch vụ là cái khóa học kế toán tổng hợp thực hành của trung tâm Lê Ánh. Và em nhận thấy rằng cái khóa học kế toán tổng hợp thực hành nó là dịch vụ hay là hàng hóa? Dịch vụ đúng không ạ? Và trung tâm đưa ra cái quy định cho em đó là em có thể đóng học phí trong hai trường hợp. Một là trước cái ngày khai giảng, hai là sau khi kết thúc khóa học. Nhưng mà thực tế thì trung tâm Lê Ánh chỉ áp dụng đối với trường hợp là bạn phải đóng học phí trước khóa học, trước ngày khai giảng thôi. Thế thì lúc này tôi giả định rằng sẽ có hai tình huống mà bạn đóng học phí. Một là bạn đóng ngay tại hôm khai giảng, và thứ hai là bạn chờ học hết khóa học rồi bạn mới đóng. Được chưa? Vậy thì trường hợp đầu tiên đó là em đóng tại hôm khai giảng. Thì trong trường hợp này, mặc dù em chưa trải nghiệm, em chưa sử dụng dịch vụ của trung tâm thì em đã đóng học phí hết rồi. Vì vậy là trung tâm có phải xuất hóa đơn cho em không? Dạ có. Đây, theo quy định của luật đây. Thời điểm mua thanh toán dịch vụ cho người bán. Dịch vụ cho người bán. Vậy thì thanh toán vào thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải xuất hóa đơn thời điểm đấy. Đúng không ạ? Hiểu vấn đề chưa? Nhưng mà trong trường hợp bạn thanh toán sau khi hoàn tất dịch vụ thì chúng ta phải xuất hóa đơn ở thời điểm sao đấy ạ? Hoàn tất dịch vụ. Thế ở tình huống số 2 nhá. Bởi vì bạn có khó khăn về kinh tế nên này trung tâm sẽ tạo điều kiện cho bạn là được đóng học phí sau khi hoàn tất khóa học. Vậy thì sau khi mà học xong rồi lại bạn mới đóng học phí. Được chưa ạ? Vậy thì lúc này rõ ràng rằng tại cái thời điểm kết thúc học thì trung tâm sẽ phải xuất hóa đơn cho gì ạ? Cho bạn. Không quan trọng việc là bạn đã thanh toán tiền cho trung tâm chưa. Có thể là sau khi học xong khoảng độ một tháng sau hoặc là vài ngày sau đã đóng học phí rồi. Nhưng mà lúc này tôi không cần biết. Nếu như cái thời điểm thanh toán sau khi hoàn tất dịch vụ thì lúc này bạn phải nhớ rằng thời điểm xuất hóa đơn của bạn là thời điểm hoàn tất dịch vụ. Cái sự giải thích này là có khó hiểu không? Bạn hiểu vấn đề không ạ? Dạ hiểu không? Dạ có. Ok nhá, giờ cô sẽ lấy một cái ví dụ khác này. Ví dụ như là công ty bạn book phòng để cho sếp đi công tác chẳng hạn, book phòng khách sạn. Thế thì lúc này khách sạn đưa ra yêu cầu là yêu cầu bạn là đóng trước tiền phòng. Lúc này bạn đóng luôn tiền phòng cho khách sạn, nhưng mà khoảng độ một tháng sau sếp bạn mới ra đi công tác cơ. Thì rõ ràng trong trường hợp này mặc dù chúng ta chưa sử dụng dịch vụ, nhưng bởi vì chúng ta đã thanh toán cho người bán nên người bán phải xuất gì ạ? Hóa đơn. Nhưng ở trong một cái lần đi công tác khác, khách sạn nói rằng bao giờ ra đạ sử dụng xong cái dịch vụ phòng nghỉ khách sạn thì lúc này khách hàng mới cần phải thanh toán, đúng không ạ? Thì rõ ràng lúc này là cái thời điểm thanh toán nó có thể ra lại trùng hoặc là sau cái thời điểm gì ạ, kết thúc dịch vụ. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ lựa chọn thời điểm xuất hóa đơn phải là thời điểm kết thúc gì ạ, dịch vụ. Cả lớp có hiểu không ạ? Dạ hiểu. Nhớ nhá, một trong hai thời điểm này là thời điểm xuất hóa đơn. Tuy nhiên thời điểm nào diễn ra trước thì đó chính là thời điểm xuất hóa đơn. Ngoài hàng hóa dịch vụ ra thì chúng ta sẽ còn có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm của hoạt động xây dựng lắp đặt. Hoạt động xây dựng lắp đặt ví dụ như là hoạt động xây dựng các công trình xây dựng nhà cửa, đường xá, kho xưởng, đúng không ạ? Lắp đặt đây có thể là lắp đặt các cái gì ạ? Hệ thống điều hòa, lắp đặt máy móc vân vân. Thế thì đối với hoạt động xây dựng lắp đặt thì người ta đưa ra cái quy định về thời điểm xuất hóa đơn. Đó là thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình hoặc là khối lượng xây dựng lắp đặt hoàn thành. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Vậy thì cái thời điểm xuất hóa đơn của hoạt động xây dựng lắp đặt bạn thấy rằng nó có giống thời điểm xuất hóa đơn của hàng hóa không? Có không? Đấy, em đọc đi. Em có thấy là có cái điểm tương đồng với nhau không? Bởi vì sao nó lại có sự tương đồng? Bởi vì cả hàng hóa lẫn hoạt động xây dựng lắp đặt đều là những các cái gì ạ? Sản phẩm hữu gì? Hữu hình. Và với hoạt động xây dựng lắp đặt thì người ta đã đưa ra một cái quy định rất rõ là thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình, khối lượng xây dựng lắp đặt hoàn thành. Tức là nghiệm thu khi đó đã hoàn gì? Hoàn thành. Đây là lý do vì sao mà trong tất cả các cái bộ chứng từ của các công ty xây dựng hoặc là phục vụ cho hoạt động xây dựng lắp đặt ấy, bạn luôn thấy có một cái biên bản gọi là biên bản nghiệm gì ạ? Nghiệm thu. Không bao giờ không có biên bản nghiệm thu. Lúc nào cũng sẽ cần phải có cái biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoặc hạng mục xây dựng hoặc là các cái công trình liên quan đến lắp đặt. Đấy, lúc đấy chúng ta đặt ra câu hỏi là vì sao lại thế? Bởi vì đây, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình khi nó đã hoàn thành mà. Nhớ chưa cả lớp? Thế vậy thì nó phải bằng
thời điểm nghiệm thu đúng không ạ? Trong biên bản đúng không ạ? Đúng rồi em. Trên biên bản nghiệm thu của em, ví dụ như ngày hôm nay là ngày 26 tháng 5 là thời điểm nghiệm thu. Đúng ạ? Thì đấy chính là thời điểm phải xuất thử nghiệm, hóa đơn. Nghiệm thu khi đó hoàn gì? Hoàn thành. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Cái này cả lớp có nhớ được không ạ? Dạ. Ok nha. Vậy thì nếu như mà chúng ta giả dụ doanh nghiệp bạn xây dựng một cái hạng mục công trình ạ. Sau lúc này khách hàng mới tặng ứng tiền cho chúng ta. Họ tặng ứng tiền và họ yêu cầu chúng ta xuất gì ạ? Hóa đơn. Thế trường này có được không ạ? Trong trường hợp tạm ứng như vậy, lúc này chúng ta không xuất hóa đơn nhé. Chúng ta sẽ chờ đến khi nó sẽ hoàn thành cả công trình hoặc đi theo từng các cái giai đoạn trong hợp đồng. Trừ trường hợp đó là cái hợp đồng của bạn là hợp đồng thanh toán theo tiến độ. Thì này tại mỗi tiến độ thanh toán tiền này chúng ta phải xuất gì đấy ạ? Hóa đơn. Hợp đồng xây dựng có hai loại hợp đồng. Một hợp đồng theo khối lượng, hai hợp đồng theo tiến độ. Được chưa? Hợp đồng theo tiến độ tôi lấy ví dụ như là em đi mua một căn chung cư ấy. Sau đó thì lúc này cái người bán chung cư cho em, người ta sẽ yêu cầu em thanh toán theo tiến độ hợp đồng đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 chẳng hạn. Thế mỗi lần em thanh toán tiền là mỗi lần họ xuất gì ạ? Hóa đơn. Được chưa? Trường hợp số 4. Trường hợp này cũng cần phải đưa ra bởi vì rất nhiều kế toán bị sai vì thuế bắt vì trường hợp này này. Đó là trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục công đoạn dịch vụ. Thì lúc này bạn nhớ cho rằng tại mỗi một lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải xuất hóa đơn cho khối lượng hàng hóa dịch vụ được giao tương ứng. Chúng ta thì ở trong tâm thế là luôn muốn đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, vì vậy là không muốn nộp thuế nhiều. Nên bạn là kế toán, bạn mới man lanh, bạn mới nói với giám đốc là gì đấy ạ? Bây giờ chúng ta đang có một cái hợp đồng với khách hàng này, hợp đồng này ký trong cả một gì ạ? Một năm. Và mỗi một tháng chúng ta cần phải bán hàng, tức là chúng ta cần phải chuyển hàng cho khách hàng này là một lượng hàng hóa được xác định trong hợp đồng ạ. Vậy thì lúc này bạn mới xu giám đốc là gì ạ? Thôi cứ chờ đến cuối năm khi mà chúng ta sao đấy ạ? Giao hết rồi. Thế này chúng ta mới xuất hóa đơn cả thể. Như vậy thì các cái tháng 11 tháng đầu tiên bạn chị sẽ không phải lo vấn đề liên quan đến gì ạ? Lục thuế giá trị tăng và thuế cho doanh nghiệp. Có phải như vậy không ạ cả lớp? Các bạn có hiểu cái ví dụ cô đưa ra không? Dạ có. Mỗi lần giao là phải mỗi lần xuất hóa đơn. Đúng rồi. Tôi giả dụ như là bạn và một cái khách hàng lâu năm thân thiết của bạn. Bởi hai bên lâu năm thân thiết là ký hợp đồng luôn cả năm. Được chưa? Và trong hợp đồng cho cả năm đấy thì yêu cầu tháng 1 phải giao từng này hàng, tháng 2 cái như vậy, tháng 3 và đến tận tháng 12 có một kế hoạch giao hàng sẵn từ trước rồi. Đúng không em? Thế thì lúc này thay vì việc là cứ mỗi lần giao hàng em xuất hóa đơn thì em mới bảo giám đốc là thôi đợi gom gom hết cả từ cuối năm đến tháng 12 em mới xuất hóa đơn cả thể. Em hiểu vấn đề chưa? Thế thì lúc này việc xuất hóa đơn như vậy của chúng ta là đúng hay sai? Ừ? Cái xuất hóa đơn như vậy là đúng hay sai hả em? Dạ sai. Thế thì từ bây giờ có phải nhớ nhá, cứ mỗi một lần giao hàng thì chúng ta phải xuất gì đấy ạ? Hóa đơn. Hoặc là chúng ta sẽ cần phải xuất hóa đơn ở mỗi một lần hạng mục hoặc công đoạn và dịch vụ. Tôi lấy ví dụ như này. Doanh nghiệp của bạn thuê một cái dịch vụ về đào tạo. Và trong cái dịch vụ đào tạo đấy sẽ có đào tạo 5 kỹ năng chẳng hạn. Kỹ năng 1 là 2 tháng đầu tiên, kỹ năng 2 là những tháng tiếp theo, kỹ năng 3, 4, 5 như vậy. Thì bạn không thể chờ đến khi nào sao đấy ạ? Cái công ty cung cấp cái dịch vụ kia kìa, họ hoàn thành tất cả 5 kỹ năng cho bạn thì họ mới phải xuất hóa đơn cho bạn. Mà chúng ta hiểu rằng cứ mỗi khi hoàn thành từng kỹ năng được ghi nhận ở trong gì ạ? Hợp đồng. Thì này chúng ta phải yêu cầu bên họ xuất gì ạ? Hóa đơn. Thì việc xuất hóa đơn đấy gọi là xuất hóa đơn đúng thời điểm. Các bạn nhớ được cái nội dung quan trọng này không ạ? Tôi đi quyết toán thuế khá nhiều doanh nghiệp, tôi thấy các doanh nghiệp bị phạt cũng là nhiều lắm ấy. Nhưng các bạn lưu ý nhá. Như vậy các bạn đã nắm được cái thời điểm xuất hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ, hoạt động xây dựng, lắp đặt và các cái trường hợp giao hàng nhiều lần không ạ? Cô cho em hỏi là về cái phần mà xuất hóa đơn về dịch vụ á cô. Thì giống như là mình dịch vụ mình đã thực hiện nhưng mà khách hàng chưa có thanh toán. Đến khi mà thời gian sau đó, sau khi thực hiện xong rồi cái mình xuất hóa đơn cho họ
rồi thời gian sau họ mới thanh toán hết cho mình. Thì cái đó là hóa đơn xuất hóa hợp lệ không hả cô? Cứ bao giờ em hoàn thành xong dịch vụ thì em phải xuất hóa đơn cho khách hàng, không quan trọng em đã thanh toán hay chưa. Vậy là trong cái tình huống như của em ý, thì giả dụ như ngày hôm nay em hoàn thành xong dịch vụ thì ngày hôm nay em phải xuất hóa đơn, còn việc khách hàng thanh toán sau khoảng độ 1 tháng hay bao nhiêu ngày em không quan tâm nhá. Dạ dạ em cảm ơn cô ạ. Bởi vì bản chất là gì, bản chất là khi mà em chấp nhận cho khách hàng thanh toán muộn, tức là em hoàn toàn thì xử lý vấn đề liên quan đến tài chính, nên đứng ở góc độ cơ quan thuế họ không chấp nhận việc em delay việc ghi nhận doanh thu. Dạ được chưa, nên là tại thời điểm đó khi hoàn tất dịch vụ rồi em phải xuất gì đấy ạ, hóa đơn. Dạ okay. Dạ em cảm ơn cô ạ. Các bạn khác có câu hỏi gì nữa không? Cô em muốn hỏi là cái sổ mà thuế phải nộp hồi nãy á cô, bằng lớn hơn không, bằng không với nhỏ hơn không cô? Cái trường hợp nhỏ hơn không là sao cô? Không lẽ bán mà còn lỗ không mua? Trong trường hợp thuế giá trị gia tăng phải nộp nhỏ hơn không, tức là thuế giá trị gia tăng đầu ra nhỏ hơn thuế giá trị gia tăng đầu vào đúng không? Dạ. Trong trường hợp này em hình dung rằng có thể em mua đầu vào rất nhiều, làm cho cái thuế giá trị gia tăng đầu vào của em nhiều, nhưng mà đầu ra em bán rất là nhỏ giọt, hay nói khác là hoạt động bán hàng của em không tốt, nó sẽ làm cho cái thằng đầu ra nhỏ hơn thằng đầu vào. Bởi vì cái đầu ra đây chính là cái khoản tiền mà chúng ta lợi ngân sách, còn đầu vào là cái khoản tiền mà ngân sách lợi chúng ta. Nên trong trường hợp đầu ra nhỏ đầu vào, tức là ai đang nợ ai? Ngân sách lợi doanh nghiệp. Dạ. Hiểu đây chưa? Thuế giá trị tăng đầu, thuế giá trị tăng phải nộp nó nhỏ hơn không, tức là đấy là trường hợp ngân sách lợi doanh nghiệp. Ngân sách lợi doanh nghiệp thì ngân sách đưa ra quy định đó là trong trường hợp này thì tiền thuế giá trị tăng chưa được khấu trừ hết, vì vậy tôi sẽ để tiếp tục cho anh khấu trừ ở kỳ tiếp theo. Hồi nãy em cứ nghĩ nó không lẽ giờ bán hàng lỗ, bởi vì nó mới có gì nhỏ mà. Đã hiểu chưa? Dạ. Rồi ok. Các bạn nào có hỏi gì nữa không? Là cái nội dung này nó sẽ liên quan đến hóa đơn, đến thuế giá trị tăng, rồi đến cái phương pháp tính thuế và thời điểm xuất hóa đơn. Đây đều những nội dung rất quan trọng thực tế. Nên là nếu như bạn có những câu hỏi gì đó cần phải đáp ngay thì bạn hỏi luôn đi. Hết rồi cô. Hết rồi hả? Dạ. Đây. Ngoài ra tôi có thể mở rộng cho bạn thêm hai cái trường hợp nâng cao. Đó là trường hợp đối với các tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, để chuyển nhượng. Thì lúc này trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, tức là bạn có thể thực hiện thu tiền theo gì ạ? Tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, thì thời điểm lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng. Cái phần này cô vừa giải thích lúc nãy. Bạn hiểu không ạ? Đó là trong... Nhưng mà nếu chưa xong rồi mình xuất hóa đơn là mình ghi cái nội dung gì cho nó cô? Em đã bao giờ mua nhà chung cư chưa? Chắc là chưa đúng không? Dạ. Thì lúc này người ta sẽ ghi trên nội dung hóa đơn là thanh toán theo tiến độ bao nhiêu đấy, dựa trên hợp đồng mua bán số bao nhiêu. Dạ. Đấy. Còn thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử. Các bạn chắc là hẳn nhiều lần các bạn đi mua vé máy bay rồi đúng không? Và mua vé máy bay thì chúng ta có nhiều cách chúng ta mua. Một là chúng ta có thể mua qua cái đại lý bán vé máy bay. Hai là chúng ta có thể tự mua luôn ở trên website thương mại điện tử của các cái hãng hàng không, ví dụ như là Vietnam Airlines hoặc là ví dụ như là Vietjet hoặc là Bamboo, đúng không ạ? Thế thì trong cái trường hợp như này thì cái hóa đơn của các cái gì đấy ạ, vé máy bay đấy nó sẽ được lập theo thông lệ quốc tế, nhưng chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử. Chứng từ dịch vụ hàng vận tải không, đây chính là cái thông tin về vé máy bay mà họ gửi cho bạn ấy. Em hình dung nhỉ? Em đi mua vé máy bay trên website thương mại điện tử của các hãng hàng không ấy thì có phải là em sẽ được họ cấp cho các cái gì đấy ạ, mã vé không? Mà cấp cho thông tin của cái lịch trình vận chuyển không ạ? Đấy thì đấy được gọi là dịch vụ vận tải hàng không. Thế thì theo như quy định thì cái thời điểm xuất hóa đơn đối với các cái vé máy bay như vậy, chứ mua dịch vụ vận tải như vậy, thì lúc này chúng ta sẽ hiểu rằng nó sẽ không được vượt quá mấy ngày ạ? 5 ngày kể từ ngày chúng ta nhận được thông tin của vé máy bay hoặc là các dịch vụ vận chuyển. Có hiểu vấn đề không ạ? Hiểu. Ok nhá. Như vậy thì buổi hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm hơn một chút. Buổi sau chúng ta sẽ đi vào phần định khoản kế toán. Thế thì để có thể học tốt cái phần định khoản kế toán ở buổi sau ấy, tôi đề nghị các bạn xem lại toàn bộ kiến thức về các tài khoản kế toán,
kiến thức về sự quỹ ước phát sinh tăng giảm rất quan trọng, và kiến thức về hóa đơn, phương pháp tính thuế vân vân, và các tài khoản liên quan đến thuế giá trị tăng đầu vào đầu ra. Tất cả những kiến thức mà cô dạy các bạn buổi trước đều phục vụ cho hoạt động định khoản của buổi hôm sau. Và tôi tin rằng nếu như các bạn chuẩn bị tốt thì buổi sau thì chúng ta sẽ ai trong số các bạn cũng sẽ biết cách định khoản kế toán nhá. Vì vậy là buổi sau buổi rất quan trọng, bạn không được nghỉ đâu. Thì ngày hôm nay là kiến thức nó hơi lặng một chút, tôi muốn hỏi các bạn có hiểu bài không ạ? Dạ có cô. Ừ, các bạn nào không hiểu không? Dạ hiểu à. Rồi ok, yên tâm rồi. Thế thôi hôm nay các bạn nghỉ sớm một chút nhá. Chào cô. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Chào cô ạ. Chào cô ạ.